cũng cho những người có giới hạnh ba hồ nay vô các ngày đáng thọ lạnh của tính thí mà họ dành để cho thân nguyện cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cùng cho các ngày đắc khi này vô các ngày đáng thọ lạnh của tính thí. Tinh lý nhân quả đem đến dân cùng anh cha li ca ra ni vô các ngài đảng cho chúng sanh lệ bái anutta rang quân nhạc khát tăng lô cát xa các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kiệt. Natthi me saranang anh nhang sẵn khô mê saranang quá răng ê tê na sắc cha quắc chê na hồ tu mê cha gia măng gá lăng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như thật này. Quạnh đà mi chê tí văn sắp bằng sắp bát tha này su bát tích thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thanh Bụt đà rô băng xà ca lăng xà đa. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xa lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời giải tòa tường năm điều quán tượng phải thường xem ra. Ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lục qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quỷ mến, ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tột sâu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phận minh kết thành. Sắp bề sát ta á quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc khà hồn tu áp gia bách cha hồn tu á ni khà hồn tu đi kha du ca hồn tu a ro ga hồn tu sam bát tê hi sa mít chan tu su khê át ta năng ba ri ha ran tu đúc khắp bát ta cha nít đúc kha pha yap bát ta cha nít pha ya so khắp bát ta cha nít so ca hồn tu sắp bê Bi Ba Ni No. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ. Bây giờ xin đạo tràng cùng với Metta đắc lạc để xin thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Dạ, không biết Ngài Trí Đức có vào room được hay không chưa? Dạ, xin quý vị biết coi Ngài có vào room được chưa? Dạ, con xin đọc tắt bạch để xin tọa trì tâm quy và ngũ giới ạ. U ca sa ma văn phàn tê quy sùng quy sùng rắc ca na tha gia ti sa ra nê na sa ha bàn cha si la ni dạ cha ma. Bạch ngài, chúng con xin tọa trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm bi ma văn phàn tê quy sùng rakhanatha yati sarane
sa ban cha si la ni ya cha ma. Bạch, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vinh dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm bi ma dằn phàn tê bi sùng bi sùng rakhanatha ya ti sarane na sahaban cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, con kính dâng cho ngài để ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Dạ, con xin dâng mít cho ngài trí đức ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào chị Mita, chị Quyến Mộng, chị Quyến Như, chị Kim Nhung, chị Thị Long, chị Thiện Vũ, đạo hữu Tâm Hạnh, đạo hữu Cà Rốt, đạo hữu Năng Chiều. Quý vị nghe âm thanh của chúng tôi rõ không ạ? Alo, 1, 2, 3. Nha, xà tụ, xà tụ. Bây giờ, quý vị bắt đầu thọ trong tam quy và ngũ giới nha. Bụt đăng ta năng gai chê hàm mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đồng măng ta năng gai chê hàm mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn thăng ta năng gai chê hàm mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Đồ tì yâm vi bụt đăng ta năng gai chê hàm mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đồ tì yâm vi đắc măng ta năng gai chê hàm mi, con em lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đồ tì yâm vi sang căng ta năng gai chê hàm mi, con em lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta tì yâm vi bồ đăng ta năng gai chê hàm mi, con em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta tì yam bi đắc măng ta năng gai chê hàm mi, con em lên lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta tì yam bi sang thắng ta năng gai chê hàm mi, con em lên lòng thành kính quy Tăng lần thứ ba. You could fuck your mother, yeah? You understand English, yeah? Fuck your mother, you know, understand, fuck yourself. Go fuck your whole fucking family. You know English, yeah? You know the English, sir, yeah? You know. Tamang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dâm bi bút đăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dâm mi đâm mang sang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dâm mi sang khang xa ra nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm mi bút đăng xa ra nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm mi đâm mang xa ra nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm mi sang khang xa ra nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tì sa ra na ga năng ni thi tăng bác quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.
Ama phan tê, dạ xin vâng. Banati ba tam veramati sikha bhang samadhi yami. Con xin với những điều học là vì tránh xa sự sát sanh. Adinadana veramati sikha bhang samadhi yami. Con xin với những điều học là vì tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha bhang samadhi yami. Con xin với những điều học là quý tránh xa sự tà hạnh. Musawada veramani sikha bhang samadhi yami. Con xin với những điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sura me ra yamat chapamai dathana veramani sikha bhang samadhi yami. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Banati bata veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cúi tránh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà hạnh. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Sura me raya machapamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ipmani pancha sikha badani sadukang katuang abhamade nanichakalang samarakhitapang. Chư Phật tử, sau khi đo trị tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải đắc mi hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ma phàn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tị, sì lê na phô ca sâm bạc đai, sì lê na nê phu tinh doan tị ta sâm mai, sì lăng quỷ sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thủ sa thủ lành thai út ta mang về na quan đề hằng bà đa bằng sâm và út ta mang bút thể vô kali tổ đồ so bút thổ kham tăng ma mang. Con đem mặt lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, ẩn chỉ tôn chỉ thánh các tội lỗi mà con đã vui phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mặn ghê na quanh đề hằng thâm mạnh cho đu quy thằng qua rằng thâm mê vô khá lý tổ đồ sô thâm mộ khá ma tu tăng ma mặn. Con đem mặt lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na hoành đề hàng sân khanh cha đô quy đốt ta mang sân ghê vô khá lý tô đô sô sân khô
Khamatutang ma mang. Con đem mặt đồng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, Lạp Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Sirat minh me put thaseto sariputo chanakinewam amse mokhalano purato pinakantayang bachime mama anando kina sawa chatundisam samanta lokabala chinda dewa sapramakai te sanganupavena sabbe payau mandava neka antaraya pivinasantu ase Sato so antalato sukito vruna ho bun tasa chane arogo sukito isaha sabbe nyati pisa antalata sukita vruna ho bun tasa chane aroga sukita ho isaha sabbe nyati pite antalata sukita vruna ho bun tasa chane aroga sukita ho tasa sabbe Hết nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui trong mình và những người trong gia quyến cả thầy. Cầu xin cho hoa của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai, a ca sát tha chất phun mắt tha, đệ hoa na ga mất thi ca, bún nhân nô an mô đàn tu chi răng rắc khăn tu sa sa nặng. A ca sát tha chất phun mắt tha, đệ hoa na ga mất thi ca, bún nhân nô an mô đàn tu chi răng rắc khăn tu. Nô ga ru a ca sát tha chất phun mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khăn tu na ta vô a ca sát tha chất phun mắt tha đề hoa na ga mất thi bốn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khăn tu ba ni nô a ca sát tha chất phun mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô an mô đàn tu chi rằng rắc khăn tu nô sa đà chữ thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều động sinh quan hỷ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bội các bậc thầy tổ an lâu dài quyến thuộc tránh khỏi này tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con quy tụ đạo màu tu hành tinh tận ngõ hầu vô sanh văn kinh chi cú sa la cam mang ca tắc bà ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh nhi nô a ti dê cha sát ta san ni no ca tăng quân nhà phá lăng mây hằng sập bề pha ghi phá hoàn tu tê về tăng ca tăng số quý đi tăng đinh năng quân nhà phá ma già về cha ta tha na cha nan ti đề hoa ganh tòa ni quê đa dùng sập bề lô cầm hi về sát ta chỉ quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhang phô cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân cầu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là Phật trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay con người làm phước được rồi
lại đem hồi hướng hiện nay gặp cùng chúng sanh hoan hỷ lành chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cùng dường qua thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng. Y đăng quá ta mê bún nhăn a sa quá ca gia quá hằng hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Thức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cùng con đọc lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy và ngũ giới. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Meta xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh để cô điều hòa chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn chị Meta. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh được tín hiệu. Nam mô Phật Ca Dạ, Nam mô Phật Ca Dạ, Nam mô Phật Ca Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào huynh kính, kính chào chị Meta, mến chào sức trần đạo. Kính chào Hiến Mộng, mến chào Thi Lâm, mến chào Nguyên Như, kính chào Quynh Sơn Suốt, kính chào Học Online, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Nắng Chiều, mến chào Cà Rốt, mến chào Thăng Thư, kính chào Quynh Chánh Tâm, mến chào Xích Thiện Vũ, mến chào Xích Kim Nhung, mến chào Xích Thanh Loan, Thanh Hoàng. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Quynh kính chào đạo tràng, sa thú lành. Hai chúng con đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn chị Meta đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, ngày hôm nay là ngày của Minh Kinh. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay của Quỳnh ạ. Hello, Quỳnh Kinh có nghe được Thanh Nhật Bình không? Dạ, xa thủ Nhật Bình kính mời Quỳnh ạ. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, còn kính lễ sư Trí Đức, kính lễ chư tôn đức tăng. Thân chào tất cả quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay là buổi học của chúng ta về vi diệu pháp. Nhưng mà hôm nay là sáng, chúng tôi nhớ là đúng hôm nay là ngay ngày rằm tháng 4, tức là ngày lễ Vê Sắc. Thành ra hôm nay chúng ta tạm ngưng buổi học để dời lại tuần sau. Hôm nay cung thỉnh sư Trí Đức hoan hỷ lên để mà điều động cho rung nhờ để tổ chức cái buổi lễ Vê Sắc, buổi lễ rất là quan trọng trong cái cuộc đời Phật tử của chúng ta. Và một lại không thể nào chúng ta có thể bỏ qua được. Cho nên con cũng cùng thỉnh sư, mong sư hoan hỷ từ bi lên đấy mà trình bày cho các Phật tử nghe về vấn đề buổi lễ quan trọng ngày hôm nay. Sau khi sư trình bày xong, con cũng đóng góp chút xíu rồi các vị Phật tử cùng nhau lên có những ý kiến đóng góp về buổi lễ Vê Sắc ngày hôm nay. Dạ, còn cung thỉnh sư Trí Đức ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Mai ạ. Nam mô Sang Khai ạ. Sa thú Huynh Kinh. Ý nghĩa ngày đại lễ tam hợp hôm qua, tức là ngày 15 ở tại Việt Nam, thì chính ngày hôm qua ở tại cái room này cũng đã sinh hoạt về ý nghĩa của tam hợp, tức là Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn. Việt Nam hôm nay là ngày 16, nhưng mà đối với nước ngoài thì mới là ngày 15 ha. Như vậy thì chúng ta kết hợp với ngày hôm qua
ở Việt Nam, và hôm nay cũng là ngày rằm ở tại nước ngoài. Hôm nay là giờ của Huynh Kinh. Chính vì vậy mà chúng ta tiếp tục triển khai theo sự yêu cầu của Huynh Kinh. Đây là một cái ngày lễ rất là quan trọng trong Phật giáo, rất là hoan hỷ. Vậy thì ngày hôm nay Huynh Kinh dạ đạo tràng hoan hỷ cho trong ngày lát. Dạ con thấy ngài trở lại đạo tràng rồi. Dạ ngài có nghe được âm thanh của con. Ngài cho con xin một kính hiệu, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thai. Dạ dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Thai. Dạ dạ con thấy ngài chắc lên đừng truyền mọi vấn đề. Dạ ngài có thể rời room rồi ngài trở lại được không mệt ngài. Dạ cảm ơn Thiệu Vũ. Dạ lúc nãy con cũng té lên rớt xuống nên con thấy không có âm thanh của ngài, con không có dám chắc lên, không biết ở bên ngài hay bên con nên con không có dám nhúc nhích. Dạ bây giờ ngài có nghe được âm thanh con không? Dạ con kính dâng bích đến ngài. Alo, 123, 123, chắc quý vị nghe được ha. Rồi, xa thú, xa thú. Cái nạn dịch COVID-19 là một cái sự ảnh hưởng của toàn cầu. Và chính cái room của chúng ta cũng bị ảnh hưởng như vậy. Chúng tôi cũng bị mất dịch. Sinh nhật Quỳnh cũng té lên, té xuống, cũng bị mất dịch luôn. Cho nên quý vị quan hỷ, vì nào cái đường truyền tốt thì khi chúng ta sinh hoạt, quan hỷ đừng có để cho rung trong bán. Mà quý vị có thể đưa tay lên, đóng góp ý kiến. Bị dịch nhưng mà chưa chết, mới ngất ngư thôi. Như vậy thì theo sự yêu cầu của Huynh Kinh nói lên cái ý nghĩa ngày đại lễ Vê Sắc, Bồ Tát Vãng Sanh, Bồ Tát Thành Đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì ngày hôm qua là cái ngày rằm tại Việt Nam, hôm nay là ngày rằm ở nước ngoài. Vì cái nạn dịch COVID-19 mà các chùa dưới đất không thể tổ chức lễ lễ nghi được. Bởi vì khi mình tụ tập đông người có ảnh hưởng, nhất là dễ bị lây lan của cái nạn dịch. Chính vì vậy mà Phật tử không đến chùa được. Rồi chùa tổ chức thì cũng hơi khó khăn, hạn chế.
và đa số thì các chùa coi như tổ chức tính cách nội bộ và hạn chế số người tham dự. Thì hôm nay trên cái room Phật giáo Nam Truyền này là ngày rằm ở tại nước ngoài, Huynh Kinh có nhà ý là chúng ta sinh hoạt về cái ngày đại lễ Vê Sắc Bồ Tát Đản Sanh, Bồ Tát Thành Đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Hôm qua thì cũng đã trình bày ý kiến của ngày đại lễ, nhưng mà hôm nay chúng ta tiếp tục thì đó cũng là một cái điều thích nghi. Huynh Kinh đã bỏ thời gian và nhất là cái buổi học về vi diệu pháp để chúng ta sinh hoạt về ý nghĩa của ngày rằm tháng tư. Chúng ta biết rằng vào ngày rằm tháng tư thời gian trước á, khi mà chưa thống nhất thì tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 4 cho đến ngày rằm, gọi là tuần lễ Phật đản. Nhưng mà sau này đã thống nhất với nhau lấy cái ngày rằm tháng 4 để Nam Tông, Bắc Tông, Khắc Sĩ hoặc là nói chung là Phật giáo, thì ngày rằm tháng 4 là ngày mà chúng ta thấy chùa nào cũng để cái bon là kính mừng Phật đản. Nhưng mà các cái chùa theo Nam Tông thì không để chữ kính mừng Phật đản mà kính mừng đại lễ tam hợp, hoặc là kính mừng đại lễ Vê Sắc. Thì như vậy trên cái danh từ, tại sao có cái từ gọi là kính mừng Phật đản mà bên Nam Tông thì cho biết rằng Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy thì trở lại vấn đề, các cái băng rôn kia để chữ kính mừng Phật đản, chúng ta thấy đúng hay là sai? Theo quý vị thì quý vị thấy rằng kính mừng Phật đản, điều này đúng hay sai? Bởi vì chúng ta cũng thấy một cái sự hy hữu của Đức Bồ Tát, tức là khi vừa mới sinh ra tại vườn Lumpini, tại vườn Lumpini thì Đức Bồ Tát đã đi trên bãi hoa sen và thốt lên một lời nói hy hữu mà không có một hài nhi, không có một đứa trẻ nào mới sinh ra nói lên một cái câu nói rất là bất hủ. Ako hamasmi lokasmin seto jeto anuttaro yang chantima nichat natida nipunakvoti. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, khứ sanh cùng thể, vô hữu không ai. Tức là trên trời dưới đất, ta là người cao quý nhất. Đây là kiếp sống cuối cùng, ta không còn sanh tử nữa. Một câu nói mà rất là bất hủ. Chị Kim Nhung thuộc lòng câu này ha. Ako hamas milo kasa cheto hamas milo kasa cheto hamas milo. Có sao nó trùng trùng nhau vậy? Cheto cheto ayam anti ma cha ti na ti da ni pu na pa bo ti ha sa thu sa thu. Một câu nói rất là bất hủ. Chúng ta có từng nghe hay đã nghe có một hài nhi nào khi mà sinh ra đời đã nói lên một cái câu nói như vậy hay không? Rồi nói không riêng đã nói về khẩu mà còn cái chân còn đi nữa. Rồi hành động là tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, một tay chỉ trời, một tay chỉ dưới đất. Nói rằng thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, tức là trong thế gian này ta là người cao quý nhất. Đây là kiếp sống cuối cùng, ta không còn sanh tử nữa, không còn luân hồi nữa. Thì với một câu nói như vậy, hy hữu như vậy, có xứng đáng là một vị Phật ra đời hay không? Cho nên cái câu nói này có đúng
với cái băng rôn là kính mừng Phật đản. Mình làm nhân thì không thể có hành động, không thể có cái ngôn ngữ xuất phát ra từ một đứa trẻ mới sinh. À, và một cái truyền thuyết cho biết rằng một cái sự ra đời của một vị Phật rất là tuyệt vời, khác với những hài nhi khác, đó là Đức Bồ Tát đã sinh ra từ nách của Hoàng hậu Maya, không phải là sinh ra một cách bình thường như những người khác. Sự ra đời của Đức Phật nghĩa là đã sinh ra từ nách của Hoàng hậu Maya. Khi Hoàng hậu Maya đưa cái bàn tay lên nắm lấy một cái cành hoa sa la thì Hoàng hậu đã sinh ra Đức Phật, sinh ra Thái tử Siddhartha. Thì như vậy cái hành động này, cái sự kiện này xảy ra tại vườn Lumbini có xứng đáng là kính mừng Phật đản hay không? Chúng ta dừng lại đây ha. Để coi ý kiến của quý vị nghĩ về sự kiện thế này. Tức là Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Phật nhập Niết Bàn. Đối với Nam Tông thì người ta quan niệm là như vậy. Nhưng mà nói chung Phật giáo, nhất là Bắc Tông hoặc là các tôn giáo bạn, các hệ phái khác thì cũng nhất trí là hôm nay là cái ngày kính mừng Phật đản, chứ không phải như bên nhà Nam Tông là kính mừng đại lễ Quê Sắc hoặc là kính mừng lễ Tam Hợp. Vậy thì cái điều mà chúng tôi muốn thắc mắc hỏi quý vị, chữ kính mừng Phật đản như vậy là đúng hay là sai với cái câu Bồ Tát ngôn này, tức là Akko Hamasmi Lo Kassa, theo ý kiến của quý vị nghĩ sao? Chúng ta đi vào tuần tự ha, tức là Bồ Tát đản sanh này, tức là kính mừng Phật đản này ha, Bồ Tát thành đạo này ha, rồi Phật nhập Niết Bàn. Thời gian của chúng ta còn nhiều, vậy thì dứt điểm tại cái băng rôn kính mừng Phật đản. Theo ý kiến của quý vị thì quý vị nghĩ sao? Và hôm qua thì chắc chắn rằng quý vị cũng đã thắc mắc và cũng đã hỏi Ngài Biểu Tông. Thì hôm nay mạnh dạn quý vị có thể hoan hỷ ha, đưa tay lên, có gì có huynh kinh sẽ giúp giải quyết dùm. Bởi vì cái đường truyền quý vị thông cảm là chúng ta bị ảnh hưởng, cho nên cũng té lên té xuống. Khi nói được thì cố gắng để mà nói, để rồi khi mà chúng ta mắc dịch không thể nói được, và chính thân nhân bà con quyến thuộc những người thân nhất cũng không thể thấy chúng ta trong phút lâm chung, thì quý vị quan hệ ha. Bây giờ đường truyền còn tốt thì quý vị cứ mạnh dạn, còn khi mà bị ảnh hưởng của nạn dịch thì chúng ta đành bỏ tay thôi. Rồi bây giờ trở lại vấn đề kính mừng Phật đản thì quý vị nghĩ sao? Ô, Sa Tú Huynh Sơn Xuân đã đưa tay, xin mời Huynh. Dạ trước tiên con kính chào thầy, kính chào chung cô bác anh trong diễn đàn. Dạ con nghe nói thầy nói gì thống nhất á, thống nhất mà tại cho hai cái băng rôn, thầy nghĩ sao? Nam Tông nó khác, Bắc Tông nó khác, gọi là thống nhất mà sao có hai băng rôn rồi sao? Thống nhất chỉ có một cái thôi mới gọi là, hoặc là Nam Tông hoặc là Bắc Tông thôi, tại sao hai cái nó giết, nó giết như vậy là sao, là sao thống nhất? Phật chỉ có một thôi, một tới hai ý nghĩ là sao? Gọi là thống nhất. Bây giờ cụ thể nhất nước Việt Nam nữa, cái Việt Nam thống nhất, thống nhất là từ trên xuống dưới là một thôi, đất nước lửa gió không khí là một thôi,
Mà thống nhất gì bây giờ tạo lấy mẹ nó biến động rồi sao thống nhất? Thống nhất chỗ nào? Nó cụ thể đó. Là sao? Thống nhất chỉ là một thôi. Là một con tàu lấy mẹ cái biển đóng rồi. Rồi sao thống nhất? Có cái nào sao thống nhất? Cho nên á, phải suy nghĩ lại các bạn. Mình là con người mà. Mình đâu bày thú vật đâu. Nặng lắm rồi các bạn. Cái tự thống nhất này đâu phải là trân trọng và trân trọng. Chứ không phải mà lơ tơ mơ thống nhất được. Thống nhất phải chuyên chính vô sản mới được. Không có chuyên chính vô sản sao thống nhất? Một chế độ mà nó chuyên chính vô sản là thống nhất rồi. Thì cái suy nghĩ mình cũng phải là một thôi. Suy nghĩ thứ hai thống nhất mà thứ hai bằng trội là sao? Ý nghĩ hai cái này nó khác vậy nó sao giống nhau? Thống nhất chỉ là một thôi. Một là một, một là một. Hai là hai. Một cộng một bằng hai cũng là sai nữa. Thống nhất là một thôi. Tôi ý kiến là như vậy. Kính chào chung các bác ở trong diễn đàn, mời bằng tay các bạn đóng góp. Mắc cỡ gì các bạn? Mình là người Việt Nam, sống ở Việt Nam mà mình nói tiếng Việt mà. Đừng có để cho người khác khi dễ mình mà. Buồn lắm mà các bạn. Qua lời nói của thầy, con xin chia sẻ với thầy như vậy. Đóng góp các bạn. Các bạn đi tu, các bạn phải có cái chân, mà chân bạn phải đụng đất. Bạn ngồi trên ghế, bạn trò chuyện, cái chân, cái ghế của bạn phải đụng đất, cái giò của bạn phải đụng đất. Các bạn đứng thuyết trình, thì cái giò của bạn đụng đất. Đất là cái chung của dân tộc nước Việt. Từ Nam tới Bắc, từ biển tới ra, tới đã tới gì, cái gì. 100 triệu dân, 2 triệu cây số vuông. Đâu có chuyện nhỏ các bạn, đôi chân mình chút xíu à. Mà có đôi chân các bạn có thật làm chủ chưa? Đôi chân các bạn trong phòng này nó có làm chủ chưa? Cái ghế bạn ngồi, cái giường bạn ngủ có làm chủ chưa? Làm chủ mới gọi là thống nhất, không làm chủ sẽ gọi thống nhất. Cho nên là không khó lắm các bạn. Quê hương chúng ta là vậy. Là chuyên chính vô sản, là chuyên chính vô sản chỉ là một thôi, thấy không? Chuyên chính vô sản. Thằng Mỹ Quy chạy chết mẹ luôn, chạy bỏ quần bỏ áo, nó chạy chết cha chết mẹ nó luôn. Mình được thống nhất rồi, mình mừng thôi. Mà thống nhất rồi tại sao có hai băng trôi là sao? Rồi chuyên chính vô sản là sao? Rồi tu hành là sao? Đâu có được các bạn. Hy vọng sang năm cải tổ lại, còn không cải tổ đừng để băng trôn. Thế thôi. Chuyên chính vô sản mà hai băng trôn, mà hai ý nghĩa gọi là thống nhất thì sao thống nhất? Chuyện chơi hoài. Rồi mời bạn kế tiếp, mời bạn có ý kiến gì thế? Đừng có mắc cỡ các bạn. Mời bạn này bạn. Đấy, ít nhất cũng phải vậy chứ nhiều người tham gia các bạn. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn cho các bạn. Ít nhất diễn đàn cũng vậy, mới xứng đáng là diễn đàn là học hành, tu học. Mất cỡ chứ. Con gửi mic cho thầy, gửi mic cho các bạn nha. Con hơi lớn tiếng một chút. Dạ, sa thú. À, kính cảm ơn anh. Dạ. Dạ, thưa là nếu như theo như mình hiểu, là nãy sư nói á, là cái bản văn rôn đề là kính mừng Phật đã. Thì bên này á, là có một cái bên mình, bên Nam Tông á, thì đề là Vesak. Tất nhiên là ví dụ như đảng sanh thành đạo và nhập Niết Bàn thì nó mới gọi là tam hợp. Còn bên này á, là đề chữ là lễ kính lễ Phật đản là mà chỉ có là vấn đề mà Đức Phật sanh thôi, thành thử là sư hỏi là hỏi như vậy thôi, chứ còn thật ra là ở đây cũng không có phải nói gì đó, cho nên chỉ là mong mình thông cảm. Dạ, là kính tri ân anh. Dạ, dạ xin xuống mí. Dạ, con xin kính chào đánh lễ ba ngôi tam bảo. Con xin đánh lễ sư Chí Đức và con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào đạo tràng. Thật ra hôm nay chúng con vô đây học là chúng con muốn hiểu về nghĩa về lễ Vesak. Chúng con muốn hiểu là Phật đản sinh, Phật nhập diệt và Niết Bàn
chỉ hiểu nghĩa đó thôi. Chứ con, chứ tụi con cũng không có muốn nói về những gì mà Nam Tông hay Bắc Tông. Tụi con chỉ muốn Yeah, hello. Hello. Dạ, xin lỗi, có nghe không ạ? Dạ, con xin... Dạ, hôm nay là chúng con là chỉ muốn học hỏi về và hiểu thôi. Chứ nếu mà nói xứng đáng cái câu nghĩa là Phật Đản, nếu mà về nhìn theo khía cạnh nào á, thì cái lễ Vesak và Phật Đản sanh, thì tùy theo mọi người, cái ý kiến họ nhìn thấy là... ý kiến của mỗi người, nhưng mà đối với con là người học đạo, nếu mà không có Phật Đản sanh thì tụi con sẽ không có hiểu chánh pháp và hiểu học pháp và được những vị tăng sau này truyền lại chánh pháp cho chúng con. Còn nếu mà nói về, nếu mà phân biệt về bên Bắc Tông, Nam Tông, con không cần thiết về những đó. Con học là con học, con chỉ hiểu về chánh pháp, không có thiên vị bên nào hết. Chỉ nếu cái tâm con thấy thật sự con quý mến những gì con thấy rõ là sự thật của con trong tâm con, thì con học hỏi. Và những cái vi diệu pháp trong những năm bộ tạng kinh thì con cảm thấy là thích thú và học, và được những các bạn đồng tu trong đây với những bậc thiện trí thức con học. Chứ thật ra con nghĩ là mình không nên nói về chính trị bất cứ về Nam Tông hay Bắc Tông, mà mình chỉ hiểu về cái nghĩa đó thôi. Chứ thật ra xin nãy bác nói vậy, chứ thật ra tụi con chỉ muốn học về đạo thôi. Chứ xin bác quan hỷ mà chứ không nên hiểu làm vậy. Chúng con là chỉ là những học sinh để học đạo thôi, chứ không có nói về chính trị hay là như thế. Xin bác thông cảm giùm nhé. Dạ, con xin xuống mic ạ. Alo, 1 2 3 1 2 3. Cảm ơn Sĩ Tâm Phương, Huynh Kinh Tâm. Ở đây, quý vị nghe rõ ha. Ở đây cái điều mà Huynh Sơn Xuân muốn nói lên cái vấn đề thống nhất trên cái vấn đề lễ tam hợp, tức là Vesak Puja. Thì bây giờ quý vị cứ hãy nhìn lên trên màn hình. Hôm nay chúng ta sinh hoạt tùy duyên về đại lễ ha, tam hợp. Thì bây giờ cái chữ đầu tiên á, wow, xin nhật bình cứ để cho Huynh Sơn Xuân chú ý nghe ha. Ví dụ cái chữ đầu tiên chúng ta thấy Nam Mô Bụt Thầy, đây là một cái sự tôn kính đối với Đức Phật. Thì ngày khắp năm châu, nếu là Phật giáo Nam truyền, nói chung là Phật giáo, thì họ sẽ đọc Nam Mô Bụt Thầy. Tuy nhiên đối với Campuchia thì họ không có đọc là Nam Mô Bụt Thầy. Lý do tại sao mà không có sự thống nhất? Bởi vì họ sẽ đọc là Nam Mô Bụt Thầy. Thì bây giờ chữ Bụt Thầy người ta đọc Bụt Thầy, thì như vậy quý vị thấy có thống nhất hay không? Nhưng mà trên cái ý nghĩa Nam Mô Bụt Thầy thì chúng ta tôn kính Đức Phật, ý nghĩa giống nhau, nhưng mà cái giọng đọc lại khác nhau. Rồi bây giờ Maha Vesak Puja, Maha Vesak Puja tức là đại lễ tam hợp. Thì những cái chùa mà của Nam truyền thì đều treo cái bảng Vesak Puja, nhưng mà riêng người Khmer thì họ đọc là Vesak Puja. Thì chúng ta thấy trên cái giọng đọc như vậy chúng ta có thống nhất hay không? Ở đây chúng ta không phải thống nhất trên hình thức, mà thống nhất trên nội dung. Mà muốn
được thống nhất một cách mà đơn thuần, nghĩa là thống nhất một cách mà coi như là chắc ăn nhất á, thì khi nào chúng ta đạt quả vị sô đa, tức là quả vị của tu đà phật. Khi mà đạt được quả vị tu đà phật thì chúng ta không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ, thì khi đó chúng ta mới thống nhất thật sự. Còn bây giờ trên cái phương diện học pháp thì chúng ta phải học, phải hỏi, phải hiểu, phải nhớ, rồi khi đó chúng ta mới thực hành được. Tức là trên pháp học thì chúng ta phải học này, phải hỏi này, phải hiểu này, phải nhớ. Đó là bốn cái điều kiện duy nhất để chúng ta thành công khi bước chân vào sự thực hành. Vậy thì trên cái hình thức Nam Mô Buddhaya thì Nam Mô Buddhaya, chúng ta thấy có sự khác biệt. Nếu mà chấp thủ thì người ta nghĩ rằng tôi đọc Nam Mô Buddhaya là đúng, còn anh đọc Buddhaya là sai. Nhưng mà bây giờ chữ Buddha và Buddhaya thì quý vị thấy rằng nội dung nói lên cái gì? Nội dung cũng nói lên bậc đạo sư Đức Phật. Vậy thì chúng ta hãy hướng về cái dụng, đừng có hướng về cái thể. Nhưng mà hôm nay xin hoạt về đại lễ tam hợp hay là kính mừng Phật đản, trên cái hình thức nó hơi khác nhau một tí. Cái điều mà chúng tôi thắc mắc, để có được một sự thống nhất, có được một cái nội dung khi mà chúng ta hiểu là Bồ Tát đản sanh với cái từ Phật đản nó có những cái chỗ nào khác biệt và tương đồng. Cái điều mà chúng tôi muốn hỏi như vậy để chúng ta cùng thảo luận. Cũng như chữ Buddha, cũng như chữ Buddha cũng là Đức Phật. Ở địa phương này, quốc độ kia có một cái sự sai lệch về cái giọng nói, nhưng mà nội dung thì chúng ta thấy vẫn là một. Thì như vậy sự thắc mắc của huynh Sơn Xuân nói về cái vấn đề thống nhất ở đây có nghĩa là chúng ta hãy có một cái sự hiểu biết chung về cái ngày đại lễ tam hợp, tức là Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Phật nhập niết bàn. Tại sao người ta không hiểu cái ý nghĩa này mà người ta lại để đơn thuần một cái, tức là kính mừng Phật đản, và quên đi là sự thành đạo và Phật nhập niết bàn cũng trùng một ngày rằm tháng tư. Ngày rằm tháng tư là cái ngày thống nhất. Còn lúc trước á, các cái hệ phái khác thì họ tổ chức ngày mùng 8 tháng tư. Thì cái điều này xin mời huynh Kinh ha. Minh Kinh là ngày hôm nay sẽ chủ trì trong cái sự sinh hoạt này. Thì với những ý kiến chung chung thì bây giờ Minh Kinh có một cái cuộc giải quyết để chúng ta thông qua chỗ này ha. Xin mời Minh Kinh ha. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tam Bảo, Nam Mô Sa Ngã. Dạ, kính lễ Sư Đi Đức, kính chào tất cả quý vị. Dạ, thì kính thưa quý vị, hôm nay là buổi đại lễ, được gọi là đại lễ Vê Sắc, là một cái lễ mà hàng Phật tử chúng ta không thể nào bỏ qua được. Một đại lễ rất là quan trọng, rất là to lớn, mà tất cả chúng ta cần phải kính mến, cần phải tôn trọng, cần phải luôn ghi nhớ. Dạ, kính thưa quý vị, thì khi mà nói đến cái vấn đề mà Phật đản hay là lễ Vê Sắc á, thì chúng tôi gì tại sao gọi là lễ Vê Sắc, tức là trong cái lễ Vê Sắc tức là nói đến là lễ tam hợp Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn. Thì tại sao mà mình gọi là Bồ Tát đản sanh mà ra bên kia thì gọi là Phật đản? Thì kính thưa quý vị, cái chữ cái Bồ Tát đản sanh á, tại sao mình làm như vậy? Thì chúng ta nên biết rằng
mà một vị mà từ trên cung trời đấu xuất mà tái sanh xuống để mà vì nhân loại để mà tu tập, để mà thành tựu Phật, để mà độ chúng sanh. Thì khi mà một người mà từ cung trời tái sanh xuống thì người đó là phàm chứ không phải là Phật được. Đã gọi là đản sanh thì là còn luân hồi, còn luân hồi tức là vẫn là còn là phàm. Và cho nên chúng ta biết là Bồ Tát đản sanh tức là một vị chư thiên ở trên cõi trời, là một vị Bồ Tát tái sanh xuống làm người để cứu độ chúng sanh, thì cũng là một phàm nhân như chúng ta. Bồ Tát sanh xuống bằng tâm tục sinh, là tâm quả đại thiện hợp trí, tái sanh xuống thế gian này. Thì như vậy không thể gọi là Phật đản sanh được, mà phải nói rằng là Bồ Tát đản sanh thì nó mới chính xác. Chứ mình không phải nói là Phật, Phật làm sao đản sanh. Phật là một bậc giác ngộ, là một bậc đã hoàn toàn chấm dứt mọi sanh tử, thì không thể là Phật đản sanh được. Cho nên chính xác là phải dùng cái chữ là thật là đúng, là Bồ Tát đản sanh. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu thật rõ ha. Còn bên Bắc Tông thì thường thường ngày xưa người ta dùng cái chữ là Phật đản, tức là người ta dùng cái đó để mà giống như một ngày lễ để mà tưởng niệm lại về Đức Phật. Nhưng mà nếu mà nó chi tiết rõ ràng ra, chúng ta phải nói là Bồ Tát đản sanh rồi Bồ Tát thành đạo, tức là một vị Bồ Tát đi tu sau bao nhiêu thời gian tu khổ hạnh, và ngài phải chịu bao nhiêu sự khổ sở bầm dập, phải chịu những cái đời sống rất là khổ sở trong vòng 6 năm thì ngài mới thành đạo. Thì Bồ Tát tu tập thành đạo thì gọi là Bồ Tát thành đạo, chứ không thể nói Phật thành đạo được. Nói Phật thành đạo là Phật rồi, còn thành đạo gì đó. Thì chúng ta phải nói rõ ràng, tức là Bồ Tát đản sanh, tức là ngài Si Đạt Đa, ngài sanh ra, ngài tục sinh xuống, ngài sanh ở giường Lamini. Và chúng ta nên biết là cách này là cách 624 trước công nguyên, tức là diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch, thì được gọi là Bồ Tát đản sanh. Chứ không thể nói là Phật đản sanh được, nếu nói Phật đản sanh là trật ha. Cho nên chúng ta biết ngày lễ Vơ Sắc này là ngày tam hợp, là nói về Bồ Tát đản sanh, rồi Bồ Tát thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật thành Phật rồi thì ngài mới nhập Niết Bàn. Chứ không thể nói là Phật đà Phật đắc đạo, Phật thành đạo được. Phải gọi là Phật làm sao thành đạo được. Dạ, con kính lễ ngài Lưu Tông mới vô rồi mà. Thì để trở lại cái vấn đề mà lễ Vơ Sắc hôm nay, thì chúng ta biết cái chữ Vơ Sắc là từ tiếng Sinhala, tức là của tiếng của người đảo quốc Sri Lanka. Tiếng Bali mình là Vơ Sắc Khá. Cái từ nó như vậy. Tức là nếu mà nói Vơ Sắc là tính theo cái lịch Ấn Độ, hồi xưa Ấn Độ là cũng là cái tháng đầu năm của lịch nước Nepal, và nó đang vào mùa xuân. Thì và từ xa xưa là cái đại lễ Vơ Sắc này còn được gọi là lễ tam hợp. Lễ tam hợp là Bồ Tát đản sinh, tức là một vị trời từ cung trời đó xuất tái sanh xuống thì gọi là Bồ Tát đản sinh. Rồi sau một thời gian ngài mới đi tu, và cuối cùng ngài tu dưới cội cây Bồ Đề thành đạo thì kêu là Bồ Tát thành đạo. Và sau cùng là khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì đã thành Phật rồi, thì mới kêu là Phật nhập Niết Bàn. Thì đây là một cái, hôm nay là cái một buổi lễ mà coi như kỷ niệm ba cái sự kiện quan trọng trong cái cuộc đời của Đức Phật, tức là từ khi đản sanh, rồi ngài thành ngài mới tu khổ hạnh thì ngài thành đạo, rồi ngài đi truyền bá giáo pháp trong dân gian cứu độ chúng sanh, và cuối cùng ngài nhập Niết Bàn cùng một ngày luôn, tức là cùng một cái ngày rằm. Cho nên người ta gom lại ba vấn đề này, và người ta tổ chức kỷ niệm là ngày lễ tam hợp, mà được tất cả các nước quốc gia Phật giáo theo truyền thống năm truyền, tức là Theravada đó, bắt đầu từ Sri Lanka rồi truyền sang Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, vân rồi Việt Nam mà chẳng hạn. Thì như vậy đó là được gọi là quê lễ Vơ Sắc, là ngày lễ tam hợp. Còn như thế bên truyền phái truyền thống của Bắc Tông thì người ta thêm qua, người ta chỉ là xưa là chỉ lấy ngày 13 tháng 8 tháng 3 đó, ngày 8 tháng 4 âm lịch thì phải. Họ làm một cái lễ Phật đản, là kỷ niệm lễ Phật đản thôi, nhưng mà thực sự nó chỉ không chính xác. Cho nên chúng ta phải nên hiểu rằng là ngày lễ tam hợp là ngày rằm tháng 4 theo âm lịch mình. Nhưng mà năm nay đặc biệt có 2 tháng 4 quý vị. Không biết tháng sau quý sư
sư Trí Đức có làm tiếp cái nữa không? hai tháng tư mình làm hai cái luôn. Thì năm nay có hai tháng tư âm lịch, nên giờ mình mừng cái là tháng sau mình mừng thêm cái nữa, mình tôn kính, mình ca ngợi một vị Phật đã ra đời để mình cứu độ chúng sanh, là như vậy. Rồi chúng ta biết là cái đại lễ Vê Sắc này nó là một lễ rất là lớn và đã được nhiều quốc gia trên châu Á cũng như Thái Lan, Nepal, Sri Lanka, Malaysia, Miến Điện, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Campuchia, vân vân, thì là người ta nghĩ ngày này để tổ chức đại lễ Vê Sắc, tại Việt Nam thì nó khác, Việt Nam mình không biết có cho nghỉ không, ngày nay không biết công việc công sở gì có cho ai nghỉ không thì nó không biết. Thì thường thường vào cái dịp lễ này, dịp lễ Vê Sắc này thì các Phật tử thì hay là tổ chức là những cái buổi tại chùa để mà vinh danh Tam Bảo, vinh danh Phật Pháp Tăng, dùng những cái lễ vật cúng hoa cúng tặng đến chư tăng, rồi dân cúng vật thực, rồi thọ trì tam quy ngũ giới, rồi tu tập những pháp thiện hành thiện, rồi nghe những vị sư thuyết pháp để chúng ta nghe những cái đó. Thì như vậy ngày hôm nay là ngày rất là quan trọng, ngày rất là đặc biệt, khi mà chúng ta có được cái sự sống mà biết được cái giáo pháp, thì quả thật ngày hôm nay là chúng ta không thể bỏ qua được, chúng ta không thể quên. Vì kỷ niệm cái ngày lễ Vê Sắc này nó rất là đặc biệt và nó đem tới chúng ta rất là nhiều cái lợi lạc hạnh phúc, cho nên chúng ta phải luôn luôn là nhớ đến cái ngày này. Khi mà tới ngày chúng ta phải nên đặt hết những cái tâm thiện của mình, những cái sự mà tôn kính của mình hướng về Tam Bảo, hướng về ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng. Thì nhờ có Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo chúng ta mới có ngày hôm nay, mới biết được cái giáo pháp, mới biết được cách thực hành những thiện pháp, mới biết được cái phương pháp tu tập để mà chúng ta thoát khỏi những cái sự sầu uy khổ não. Và cái ngày Vê Sắc này đó, chúng tôi được biết là còn bây giờ được gọi là ngày Phật Đản, ngày mà Vê Sắc quốc tế luôn, tức là ngày Vê Sắc quốc tế. Thì tại vì vào năm 1999 thì đại diện các nước trên thế giới, là 34 nước trên thế giới và trình lên cái đại hội Liên Hiệp Quốc và được công nhận đại lễ Vê Sắc này thành một cái lễ là quốc tế luôn. Cho nên đây là chúng ta phải nên mừng cho thế giới là lễ Vê Sắc này được công nhận, được cả thế giới công nhận, tới năm đều tổ chức, đều làm những cái lễ rất là long trọng, rất là lớn. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nên hiểu bằng cách đúng đắn. Và Bồ Tát bản sinh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật Niết Bàn. Thì kính thưa quý vị, thì khi mà chúng ta nói về cái sự thành đạo á, thì chúng tôi cũng sơ lược chút xíu này. Thì khi mà Bồ Tát ngày sau bao nhiêu thời gian tu khổ hạnh, ngày mới cuối cùng ngày ngồi dưới cội cây Bồ Đề, là cái điểm mà quan trọng nhất, là chúng ta nhờ có cái ngày này là chúng ta mới có được cái giáo pháp, mới có được cái phước lành để hiểu được giáo pháp. Thì ngay cái ngày mà Đức Phật Bồ Tát ngồi dưới cây Bồ Đề, ngày tu tập và ngày an trú vào nhập vào được sơ thiền. Khi ngày nhập sơ thiền do cái thời lúc còn trẻ, ngày lúc còn 7 tuổi, ngày nhập cái sơ thiền dưới cội cây, dưới một buổi lễ mà gì, nhưng nói lễ hạ điền thì phải hả? Thì đó, giờ ngài nhớ là nhập được sơ thiền, ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngài nhập vào những cái tầng thiền như vậy, thì lúc đó tâm ngài trở nên trong sáng, tâm ngài trở nên coi như là thanh tịnh, và từ đó ngài mới sử dụng tới một cái trí tuệ, và cái tuệ giác được gọi là cái tuệ đầu tiên để mà ngài phá tan cái dòng luân hồi này. Tức là lúc đó ngài phát triển cái tuệ túc mạng minh, để ngài nhớ lại những cái gì trong cái đời sống kiếp trước. Ngài nhớ được một kiếp, hai kiếp, bao nhiêu, nhớ vô lượng kiếp, nhớ nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Đó là cái tuệ giác đầu tiên trong canh một mà ngài đã làm được những điều đó. Ngài
chứng nghiệm cái vấn đề mà quán quán về những cái đời sống trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy. À, ngài thấy những cái sự mà phát sanh như vậy đó, ngài được cái gọi là đạt được một cái tuệ là túc mạng minh. Và đến cái thứ hai là ngài đạt được cái tuệ thứ hai là ngài đạt được một cái gọi là thiên nhãn minh. À, tức là ngài phát sanh được một cái trí tuệ là tuệ sanh diệt, thấy được chúng sanh. À, ngài thấy được nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh. À, chúng sanh là chết ở sanh như thế nào, chết như thế nào. À, chết từ kiếp này sang kiếp khác là sao, rồi ngài mục kích những cái cảnh tượng mà chúng sanh là luân hồi, kẻ sanh ra thì người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người đau khổ, là tất cả những cái hiện tượng là sanh diệt của chúng sanh tùy theo mỗi một cái hành nghiệp của mỗi người. À, ngài biết rõ, thấy được với cái trí tuệ và tối thượng của ngài, thấy được như vậy, ngài thấy được những chúng sanh do từ những cái lời nói, những cái hành động là như thế nào đó, bất thiện ác như thế nào đó thì nó đưa vào những cái đời sống và tái sanh vào những cảnh khổ, tái sanh vào những cái đời sống bất hạnh. Còn những người nào có được những cái tư tưởng trong lành tốt đẹp, là biết tôn kính những bậc trưởng thượng, biết sống một cái đời sống đạo đức tốt lành, thân khẩu ý được tốt lành, thì sau khi thân ngoại mệnh chung được sanh về cõi trời an vui hạnh phúc. Và như vậy chúng ta thấy là đó là cái tuệ giác thứ hai mà Đức Phật thành tựu trong dưới cội cầu đây. Và chúng ta thấy là với cái tuệ giác thứ ba, cái thứ đây là cái tuệ cuối cùng mà người được gọi là tuệ lậu tận minh. Ngài đã chiến thắng và ngài đã chấm dứt được tất cả những cái phiền não. Ngài thấy được đây là cái phiền não, đây là một sự chấm dứt của phiền não và con đường chấm dứt phiền não. Ngài thấy được đây là khổ, đây là nguyên nhân sự khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Ngài thấy được như vậy, ngài chứng đắc và cuối cùng với cái trí tuệ siêu việt của ngài, ngài thoát ra khỏi dục lậu và hữu lậu vô lậu, ngài thành tựu giải thoát, chứng ngộ niết bàn. Ngài đã được giải thoát và ngài tuyên bố rằng ta đã được giải thoát. Và ngài nhận thức là cái sự mà luân hồi tái sanh của ngài, cái đời tu tập của ngài đã làm xong, ngài đã làm tất cả những việc không còn có cần phải làm gì nữa và ngài đã hoàn toàn giải thoát, không còn trở lại trong cái đời sống nữa. Và đó là cái tuệ giác thứ ba mà ngài đã chứng ngộ trong kênh ba đại thành đạo. Thì kính thưa quý vị, đó là cái do nhờ cái sự thành đạo của ngài, ngài phát triển trí tuệ thành tựu như vậy, chúng ta có được những giáo pháp ngày hôm nay, chúng ta có được một bậc thầy vĩ đại, một bậc thầy mà có một không hai trên thế gian này. Và nếu ngày hôm nay mà mình không nhớ không tưởng thì chúng ta quả thật là đứa con coi như là không có sự mà hiểu biết, không có sự mà tôn kính Đức Thế Tôn. Và trong cái vấn đề mà chúng ta thấy là một trong những Phật ngôn đầu tiên của Đức Phật á, thì chúng tôi cũng đọc rồi đó, đọc cái này nhớ cái này rất là thường xuyên nhất là nhớ là Đức Thế Tôn ngài tuyên bố là Phật ngôn đầu tiên là xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi đi mãi, Như Lai mãi đi tìm mà không gặp, Như Lai đi tìm người thợ cất cái nhà này, lặp đi lặp lại đời sống quả thật là phiền muộn. Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đi tìm được ngươi, từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa, tất cả sườn nhà đều gãy, cây đoàn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan. Như Lai đã chứng nghiệm quả vô sanh bất diệt và Như Lai đã diệt tận mọi ái dục. Đó là cái câu Phật ngôn mà Đức Phật tuyên bố như vậy. Chúng ta thấy là rất là đọc câu rất là xúc động, rất là cảm động. Đó là lúc mà Đức Phật thành đạo, ngài tuyên bố là như vậy. Và chúng ta biết rằng một vị Phật là đã xuất hiện ở trên thế gian này là một cái sự lợi ích, một cái sự hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, chứ không chỉ cho nhân loại không. Họ cũng nhìn thấy như vậy. Và khi mà nói đến Đức Phật đản sanh, Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành Phật, và chúng ta phải nói đến là Đức Phật nhập Niết Bàn thì nó mới đủ là tam hợp. Thì
trong cái vấn đề mà Đức Phật nhập Đức Bàn, kính thưa quý vị, làm cả một cái hiện tượng mà gây sự đau đớn cho tất cả những người mà được gọi là đệ tử Phật, là rất là đau khổ. Cho nên chúng ta thấy khi ngài nhập diệt thì những bậc thánh thì mình không nói, nhưng mà những người mà cỡ tu đầu quân trở xuống là khóc hết, là thê thảm, là khóc thảm sầu. Bởi vì ngài là một người là luôn luôn là bàn tay rộng mở, ngài thương tất cả chúng sanh, ngài cứu độ tất cả chúng sanh, không phân biệt là giàu hèn, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt là giai cấp này kia, ngài đều thương, ngài tiếp độ hết. Cho nên Đức Phật là một bậc cha lành, một bậc vĩ đại, một bậc mà chúng ta cần phải luôn luôn phải để trong trái tim, để làm gì mà nhớ tới Đức Phật. Và Đức Phật có những cái lời kêu gọi, lời kêu gọi của Đức Phật. Đức Phật nói rằng: này Ananda, giáo hội các đệ tử còn mong đợi gì nữa ở Như Lai? Như Lai đã truyền dạy giáo pháp mà không có sự phân biệt nào giữa giáo lý bí truyền và giáo lý công truyền. Về chân lý, Như Lai không khi nào có một bàn tay nắm lại của một ông thầy. Đức Phật tuyên bố là như vậy. Và có người nghĩ rằng chúng ta sẽ lãnh đạo giáo hội các tỳ khưu, hoặc giáo hội chư tỳ khưu sẽ tùy thuộc nơi ta, hoặc chính Đức Phật sẽ dạy điều gì có liên hệ đến giáo hội. Này Ananda, Như Lai không nghĩ, Đức Phật tuyên bố rằng Như Lai không nghĩ rằng có người nào phải lãnh đạo giáo hội các tỳ khưu, hoặc giáo hội phải tùy thuộc nơi người nào. Tại sao Như Lai phải truyền dạy một điều có liên quan đến giáo hội? Này Ananda, bây giờ Như Lai đã kiệt lực, Đức Phật nói vấn đề rất là cảm xúc. Như Lai đã kiệt lực, Như Lai đã già yếu, và Như Lai là sắp đến ngày lìa răng. Ngày Như Lai đã 80 tuổi rồi. Như Lai không khác nào như một chiếc xe cũ kỹ. Có những chiếc xe mà cần phải có những cái sợi dây để cột, để rèn, để gìn giữ cho nó khỏi rã rời. Thì cái thân Như Lai cũng vậy, cũng cần có những sợi dây thừng tương tự để cột, gìn giữ cho cái thân này nó được là sống còn cho đến hơi thở cuối cùng. Này Ananda, lúc nào Như Lai yên lặng, không có dấu hiệu của sự sống, tâm an trụ vào một điểm bằng cách chấm dứt mọi cảm thọ và không biết gì đến sự vật xung quanh, đến lúc thân của Như Lai mới thật sự là thoải mái. Tức là đến lúc ấy thân của Như Lai mới thật sự là thoải mái. Tức là Đức Phật khi đó là ngài nhập Niết Bàn thì lúc đó mới gọi là thật sự là thoải mái. Và này Ananda, hãy tự coi chính con là hải đảo của con, chính con là chỗ nương tựa của con, không nên tìm nương tựa bên ngoài. Đức Phật dặn rất là kỹ lưỡng, tức là hãy tự mình làm hải đảo cho chính mình, tự mình hãy nương tựa cho chính mình, không nên nương tựa bất kỳ cái gì bên ngoài. Và hãy xem giáo pháp là hải đảo của con, giáo pháp là chỗ nương tựa của con, không nên tìm nương tựa ngoài. Đức Phật dặn chúng ta phải nên xem giáo pháp chính là cái hải đảo của mình, giáo pháp là chỗ nương tựa của mình, không nên nương tựa bên ngoài, không nên nương tựa bất kỳ một ai. Chỉ có giáo pháp là tối thượng, giáo pháp là hải đảo cho chính mình. Rồi Đức Phật nói nữa: này Ananda, một tỳ khưu, một thầy tỳ khưu phải sống cách nào như coi chính mình là hải đảo, là chỗ nương tựa của mình, không tìm nương tựa bên ngoài. Đây này Ananda, một thầy tỳ khưu sống chuyên cần tinh tấn, suy gẫm thận trọng giác tỉnh, từ khước mọi tham ái trong thế gian, luôn luôn giữ chánh niệm nơi thân, thọ, tâm và pháp. Dầu ngay trong hiện tại hay sau khi Như Lai nhập diệt, người nào sống đúng theo như vậy, xem chính mình là hải đảo của mình, là chỗ nương tựa của mình, không tìm nương tựa đâu bên ngoài, những vị tỳ khưu ấy xứng đáng hàng đầu trong những người sống hoàn toàn theo giới luật. Đó là Đức Phật tuyên bố là nói với Ananda là như vậy. Và kính thưa quý vị, như những cái Phật ngôn tối hậu của Đức Phật ngài nói rằng như vậy: hãy nhìn lại đây các tỳ khưu, Như Lai dạy các con tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, hãy liên tục
tận lực chuyên cần, Như Lai đã sắp đến ngày nhập diệt. Còn 3 tháng nữa, Như Lai sẽ từ giả các con. Như Lai đã đến tuổi, đời sống của Như Lai quá ngắn ngủi. Rời các con, Như Lai sẽ ra đi. Như Lai đã tự mình làm chỗ nương cho mình. Hỡi các tỳ kheo, hãy tinh cần, tinh tấn, gìn giữ chánh niệm và sống một đời sống đạo hạnh. Hãy gìn giữ tâm các con bằng những tư tưởng có những cái chiều hướng tốt lành, tốt đẹp. Những ai kiên trì, cố gắng nếp mình vào cuộc sống khuôn khổ sẽ bước ra khỏi con đường phiêu bạt vô định của đời sống và chấm dứt đau khổ. Dạ, kính thưa quý vị, một lần chót Đức Thế Tôn ngài ngài nhìn thành Wesley lần cuối cùng, ngài nhìn lần cuối cùng thật sự rất đau khổ. Chúng ta đọc cái này rất là muốn khóc. Đức Phật nhìn thành Wesley lần cuối cùng, rồi ngài cùng Đại Đức Ananda đi phần Dagama, ngài dạy các vị tỳ khưu giới, định, tuệ và sự giải thoát cùng tột. Đức Gotama đã thành tựu các điều ấy, thấu triệt những điều ấy. Đức Phật truyền giải giáo lý cho hàng môn đệ. Đức Đạo Sư đã giác ngộ, chấm dứt mọi phiền não và dập tắt mọi khát vọng. Dạ, quý người, khi mà Đức Thế Tôn ngài đến ngài nhập diệt, thì tất cả hàng tỳ khưu dân chúng này cũng thấy đều đau khổ và thương xót, rất là đau khổ. Và chúng ta thấy là một vị thành hy sinh cho tất cả rất là cảm xúc cái giai đoạn cuối cùng này. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi ngày xưa đọc như tới cái coi những sách mà nói về cuộc đời Đức Phật này, chúng tôi không thể nào kèm được nước mắt. Thôi đến đây là chúng tôi chắc có lẽ không đọc được nữa. Nhà xin cung kính quý vị quan hỷ lên đóng góp mà chúng ta biết là hôm nay là duyên lành chúng ta được tham dự cái lễ quay sắc tại lúc này, cũng là một cái phước lớn cho tất cả chúng ta ngày hôm nay còn sống còn để mà được hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Dạ, Nam Mô Tại Giác. Dạ, con xin gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha chá. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân minh kinh rất là nhiều, đã đọc bài kinh khi ngài sắp niết bàn. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh, và cũng rất là xúc động những câu ngài đã nói với ngài Ananda khi tại ngày sắp nhất bàn. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm, ngài Tri Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bởi vì khi mà trong rôm Phật giáo Nam truyền này mà sinh hoạt, lúc nào ngài Tri Đức cũng có cái câu đầu tiên: không có sinh hoạt chính trị trong cái room này, nên bất cứ cái điều gì chia sẻ trong room thì vì giáo pháp của Đức Thế Tôn đã truyền dạy lời, và nhờ quý ngài Chư Tăng hoặc là những vị thiện hữu thi chức, thí dụ như Huynh Kinh, chia sẻ những cái ý kiến, những cái lời dạy của Đức Thế Tôn để cho đạo tràng học hỏi là một điều
rất là trân trọng, rất là quý giá. Nên kính mong tất cả quý anh chị em đạo hữu vào đạo tràng Phật giáo Nam Truyền thì đừng nghĩ tới chuyện chính trị, đừng nghĩ tới phe phái nào hết, mà chỉ nghĩ tới lời Phật dạy thôi. Tại vì giống như Huynh Kinh lúc nãy nói, Đức Phật không có kỳ thị một dân tộc nào, không kỳ thị giàu hay nghèo, cũng không kỳ thị nước nào, cũng không kỳ thị chính trị, chính em gì hết. Tất cả là không. Cái rơm Phật giáo Nam Truyền chỉ sinh hoạt Phật Pháp, thuần túy là Phật Pháp. Dạ, không có một cái điều gì hết, đúng theo lời Đức Phật dạy. Không là gì hết, tất cả chúng ta đều là chúng sanh hết. Dạ. Chúng ta còn là phàm phu, chúng ta cần phải học hỏi lời của Đức Phật dạy để chúng ta bất khổ. Nếu chúng ta còn gieo quán thù, giận người này ghét người kia theo như lời của quý ngài đã dạy thì chúng ta còn trầm luân dài dài. Dạ, trầm luân dài dài. Mà chúng mình nghe quý ngài giảng, mình mà ghét thứ nào hoặc mình thương cái thứ nào đó, tức khắc là sẽ bỏ cái chui vô đó liền, chạy đó, hoặc là con cá. Dạ. Mình thương alo, Kim Nhung không nghe được hay là Kim Nhung cầm dĩ? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Kim Nhung ơi, cầm bịch lại ạ. Đó, bây giờ quý vị nghe được chưa? Dạ, nghe được rồi. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. À, đây, bây giờ thấy Kim Nhung cầm mít Nhật Quỳnh nên Nhật Quỳnh mới nhớ lại là hứa với Kim Nhung mà bận quá chưa có tìm được cái bài mà Nhật Quỳnh đã bị bệnh. Để Nhật Quỳnh gửi cho Kim Nhung để Kim Nhung tự chữa bệnh. Dạ, năm mô bích thai dạ. Dạ, cuối cùng thì Nhật Quỳnh chỉ chia sẻ một điều là may mắn lắm. Dạ, may mắn lắm thì mình mới được học lời dạy của Đức Thế Tôn. Hà không nghe hả? Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh chỉ đó là Nhật mình thật là may mắn quý vị. Nhật Quỳnh cảm nhận mình và tất cả quý anh chị em đạo hữu vào được cái đạo tràng Phật giáo Nam Truyền là mình rất là may. Mình rất may nhờ có quý ngài, ví dụ như ngài Liễu Tâm, ngài Trí Đức, Vinh Kinh hay là Thượng Tọa Pháp Thanh vân vân, để cho mình học được lời Phật dạy, để mình không có trách ai, cũng không có giận ai, mà cũng đừng thương ai nhiều lắm. Phải không quý vị? Không mà quý vị đồng ý Nhật Quỳnh không? Hồi sáng ở bên Nhật Quỳnh là ở bên Việt Nam, là tối sinh hoạt ở trong rơm lớp học Tha Tham Ma đó, thì cũng nói về ngày đại lễ này. Thì phải nói là mình càng nghe, mình càng học, mình càng hiểu về Đức Phật thì mình càng thấy kính thương ngài. Mà giống như Vinh Kinh nói, mình nghe mình từ từ tự động mình nước mắt mình nó chảy ra hồi nào không hay. Lý do mình không thể nào có được một vị đạo sư như Đức Thế Tôn mà đã dẫn dắt. Dạ, bởi vậy nên là mình càng trân trọng. Giờ nào mình vô được room học hành, mình ráng nha quý vị. Đây là mình nói thật lòng, mình ráng, đừng nghĩ về chuyện gì khác, chỉ
cần học pháp thôi là một điều rất là, phải nói là mình phước lớn lắm đó. Mình mới được vô những cái room Phật giáo để mà mình học những lời Phật dạy. Và con cũng rất là tri ân với Ngài. Quý Ngài đã dạy những lời của Đức Thế Tôn để lại cho chúng con học hiểu và để chúng con phải bớt sai lầm rất là nhiều. Nếu không thì không biết bỏ thân này rồi đi bao nhiêu tầng địa ngục hoặc là con gì cũng chưa thấy hạn nào biết được, phải không quý vị? Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, bây giờ Như Quỳnh kính mời quý vị có thể đưa bàn tay lên chia sẻ hiểu biết về cái ngày lễ tam hợp như thế nào, hiểu về Đức Thế Tôn như thế nào. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Alo. Alo ạ. Alo ạ. Em cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã con sám hối. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Thầy Kinh, kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Trước hết, con kính cảm ơn những lời nói của Thầy Kinh, của chị Nhật Quỳnh đã làm xúc động cho tâm trong tâm của con. Và cũng cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã nhớ tới cái lời mà em đã nhờ chị. Còn về cái câu hỏi của ngày hôm nay, Ngài Trí Đức có đưa ra là giữa hai cái băng rôn đó mình có suy nghĩ như thế nào? Thì với con thì con thấy về chính xác á, thì phải nói là ngày lễ tam hợp là Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Phật nhập bàn, như vậy là về là chính xác nhất. Nhưng mà nếu mà nói mừng ngày Phật đản thì với con thấy cũng được, cũng đúng với con. Bởi vì như vậy là khi con đang đói á, ai mà cho con cơm ăn thì con ơn. Khi con đang khát á, ai mà cho con nước uống thì con cũng cảm ơn ngay. Nhưng sâu xa thì con phải biết cảm ơn là cái người mà đã trồng cái lúa, người đã làm ra hạt gạo, người đã nấu cơm và đưa lên cho để mình thưởng thức. Và nước thì mình cũng phải cảm ơn từ cái nguồn nước và cái người đã đem nước đến cho mình uống. Thì bây giờ con đang khổ trong cái cuộc sống mình đang đau. Những cái nỗi khổ mà người ngoài không thể giải quyết được. Cái khổ về ngoài cái nỗi khổ mà Đức Phật định nghĩa là sanh già bệnh chết, còn những cái nỗi khổ mà oan trái ở trong lòng thì mình không ai giải quyết cho mình được. Con cũng đi lang thang ở khắp các chùa, cả chùa bên này bên kia con cũng đi. Nhưng mà rồi sau một thời gian, dạ đạo tràng có nghe con được không ạ? Alo, alo. Dạ, con xin chia sẻ, cái này là con xin chia sẻ. Sau một thời gian đi một số nơi, thì con thấy cái tâm con nó vẫn nặng trĩu, con vẫn rất là đau khổ. Có những lúc con còn muốn từ bỏ cái thân này luôn. Rồi sau đó, do duyên, thành ra là con trở về với Phật giáo Nam Tông và được gần các chư tăng, được học Pháp, học Kinh Trung Bộ, học Vi Diệu Pháp, rồi học Kinh Pháp Cú. Thì dần dần cái tâm con nó mới được mềm ra, nó mở ra và những cái đau khổ trong tâm con đó, nó được giải tỏa. Nên là nhờ vậy có nghĩa là mình gặp giáo pháp, mình gặp chư tăng là những đệ tử của Đức Phật. Thì con cảm ơn giáo pháp, con cảm ơn Phật pháp, con Đức Phật, có nghĩa là con cảm ơn cái ngày có Phật. Thì đó mình nói như vậy với con thì mừng ngày Phật đản cũng không sai, nhưng mà phải nói xa thì phải là mừng ngày tam hợp, mà phải sâu xa hơn nữa là mình phải cảm ơn, mình phải biết tri ơn từ cõi trời Phạm Thiên, các Phạm Thiên đã thỉnh cầu Bồ Tát
rời cõi trời Đô Sát Tu Sĩ Tá để giáng trần vào lòng Hoàng hậu Ma Gia, để cho có ngày Phật đản sanh, rồi có ngày Phật nhập niết, có ngày Bồ Tát đản sanh, có ngày Bồ Tát thành đạo, và tới cái ngày mà Phật nhập niết bàn thì không thể nào mình tri ân cái ngày này, nhưng mà mình phải tưởng nhớ. Tại nếu mà Lâm Tỳ Ni là nơi mà đón chào Đức Phật đoạn Bồ Tát đản sanh, thì tại Cú Xí Nha Ra là nơi mà muôn người muôn vật đau buồn tiễn bậc tiễn đưa đấng nhân sư. Nếu mà Bồ Đề đạo tràng là nơi thiêng liêng bừng tỏa ánh sáng giác ngộ, thì Cú Xí Nha Ra là nơi mà ánh đạo huy hoàng đã tắt lịm. Nếu nơi Vườn Lộc Uyển là nơi thánh tích linh thiêng, nơi khởi nguồn của giáo pháp, thì Cú Xí Nha Ra là nơi khô cạn, chấm dứt suối nguồn giải thoát đang tuôn chảy từ kim khẩu của bậc đạo sư. Do đó ba cái ngày này là cái ngày nhớ và cái ngày sâu xa của mỗi người Phật tử chúng ta. Nhưng riêng nếu mà nói mừng ngày Phật đản thì với con thì ngày đó cũng không sai. Dạ, đó là những cái lời con chia sẻ ở trong tâm con. Dạ, con xin xuống mic kính tri ân tất cả đã nghe lời nghe cái lời tâm sự dài dòng của con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Sa thú, kính cảm ơn Kim Nhung rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi tôn đức Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Alo, đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông. Dạ, cũng là ngày đặc biệt, ngày vào trong đạo tràng, con cung thỉnh ngài giảng dạy về thêm cái ngày lễ tam hợp cho chúng con được hiểu hơn về Đức Thế Tôn. Bạch ngài, dạ cảm ơn cô tu nữ tại viên. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam Mô Bụt Thà. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, bữa nay ngày của thầy kinh thì để thầy múa để chơi kêu chúng tôi làm gì để ngày bữa nay là có giảng sư rồi, thôi để mời thầy kinh đi, mời thầy kinh lên coi có gì của cần sinh nào đỡ thắc mắc thì thầy kinh gồng mình chịu đi chứ ha. Nam Mô Bụt Thà. Dạ. À, sa thú con thành kính tri ân ngài. Dạ, kính mời huynh kinh. Huynh kinh cầm mic đi, thỉnh đi. Rồi mời huynh kinh nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, Nam Mô Tam Ma. Dạ, Nam Mô Sa Ca. Dạ. Dạ, kính lễ tuần tòa Liễu Tông, kính lễ sư Lý Đức cùng chư tu đức tăng. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, thì hôm nay lớp tạm nghỉ thôi thưa sư. Để mà sinh hoạt cho cái buổi lễ đại lễ Quy Sắc hôm nay, thì hôm nay chúng ta có duyên lành được ngày pháp sư Lữ Tông vào room, thì cũng đó là một cái duyên lành cho chúng ta. Thì sẵn dịp đây con cũng cùng thỉnh sư để sư giải đáp một số vấn đề để cho Phật tử hiểu về cái ngày lễ tam hợp này như thế nào. Ở trong cái vấn đề tam hợp này tôi xin có một số những cái
chủ kiến người ta cho rằng là một khi mà bà hoàng hậu Mahamaya sanh ra sanh Bồ Tát Siddhartha thì sanh qua bằng nách, thì cái vấn đề này có nhiều cái truyền thuyết ta cho như vậy. Thì theo như sư thì cái vấn đề này mình nên hiểu như thế nào, cái hiện tượng như vậy nó có đúng theo cái sự thật hay không, hay là chỉ là một cái gì đó mà để mà người ta làm cho nó trở nên mà nghiêm trọng hơn, lên một, có một cái vấn đề mà quyền bí hơn. Con cũng thỉnh sư quan hệ giải thích ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hàng, dạ kính thưa chư quý vị. Thật ra có những cái vấn đề mà mình không thể dùng cái trí mà để hiểu biết của mình để mình giải thích một số vấn đề vậy. Thứ nhất, cái thứ hai là liên quan tới Đức Phật. Thật ra nhiều khi mình nói có những cái lỡ lầm mà nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà theo chú giải đó, thì họ cũng chỉ nói sơ sơ thôi. Tức là bà hoàng hậu mà già vừa đưa tay lên thì nghĩa là Bồ Tát thì giống như người ở trên cái ngai vàng của đức vua mà bước xuống vậy đó. Thật nhưng mà cũng không có nói rõ là từ đâu ra đâu. Đấy. Nhưng mà nếu mình nói theo chuyện bình thường đó, tại vì xưa chúng tôi hồi ở bên Thái đó, thì có mấy anh Mỹ qua đây thì ảnh nhất định không chịu, ảnh nói cái chuyện mà tự nhiên ra hoặc là ra bên thông minh nói cái chuyện đó là không có đúng. Thì chúng tôi thấy cái anh chàng này anh tà kiến quá, tôi nói vậy thì tôi nói bây giờ không đúng, tôi chứng minh đúng là chịu không. Cái anh Mỹ nó chịu, tôi nói là anh có thấy người đàn bà mà đẻ ra chưa, đẻ một cách mổ á. Nó dỗ tay cái bóp, nó nói vậy còn có lý. Nhưng mà thật sự nói để cho họ hiểu có những trường hợp có thể xảy ra được. Chứ cái đó là chúng tôi không có dám nói tới Đức Phật. Bởi vì Đức Phật thì rất nhiều chú giải hoặc né tránh vấn đề chứ không phải là mình không. Thì cái chuyện đối với cái người mà có rất nhiều cái ba mặt như vậy đó, nó phải có những cái gì nó phải hơn người khác. Đó, thì dù cái đó mình chỉ dùng đức tin để mình xuyên gẫm mình có thể hiểu hoặc tin được hay không mà thôi. Chứ còn bây giờ nó thật sự ra đó, không ai có thể quyết định được, ngay cả mấy bậc mà trưởng lão trợ bên Thái chúng tôi hỏi ai cũng đều được cười, chứ không ai dám trả lời thật sự nó như thế nào cả. Nên chúng tôi cũng không có dám đụng tới, bởi vì những cái chuyện mà liên quan tới Đức Phật giáo pháp và cái đó có chuyện nguy hiểm lắm. Nam mô Bụt Thầy, dạ sa thú sa nhà rất là hoan hỷ kính trần thượng tọa Lễ Tông. Quả thật là những vấn đề này chúng ta khó mà bàn tới và cũng không nên bàn tới như thế này. Còn cái vấn đề mà kính thưa sư, mà khi mà nói là vị Bồ Tát mà tái sanh từ cung trời đấu xuất xuống là do một cái sự thỉnh của những vị chư thiên như vậy, thì cái mà để chấm dứt cái mạng sống trên cõi trời, thì theo như sư cái này là chú giải, người ta giải thích như thế nào trong cái vấn đề mà khi mà một người đang từ trên cõi trời mà tuổi thọ vẫn còn mà giờ chấm dứt mạng sống để mà sanh xuống làm người. Con cũng thỉnh sư quan hỷ giải thích cái giai đoạn này. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, khi mà chư thiên cung thỉnh Bồ Tát xuống thế đó, thì ngài phải quan sát là coi tuổi thọ ngài như thế nào. Đó là trong trường hợp cái người mà đầy đủ điều kiện thì họ quan sát để coi tuổi thọ như thế nào. Nhưng mà trong chú giải giải thích một số gì Bồ Tát mà chưa đủ điều kiện mà cũng chưa tới cái thời kỳ có thể thành Phật đó, nhưng mà người ta quan sát người ta thấy cái ba la mật của người ta đó còn thiếu nhiều quá, nên ta phải đi xuống những cái chỗ nào để tạo ba la mật được. Thì cái vị đó là thích thả ná cho cái sắc mạng quyền, danh sắc mạng quyền nó không hoạt động nữa. Thì khi cái sắc mạng quyền không hoạt động nữa thì cái danh mạng quyền nó cũng không thể có chỗ đó, nó nương vào cái sắc để nó tiếp tục. Thành ra cái vị đó là biến mất khỏi cung trời đầu xuất liền. Đó là đối với những vị mà chưa tới đó. Còn như cái chuyện mà Bồ Tát mà tới cái kỳ rồi đó, có lẽ là chư thiên người ta cũng biết ngày tu thọ ngày sắp hết, và cũng có những vị chư thiên ta sống lâu đâu biết tới lúc Bồ Tát cần phải hạ sang rời khỏi cung trời để làm cái nhiệm vụ mình tới ta mới cung thỉnh ra. Thành ra khi cung thỉnh là Đức Phật
Đức Bồ Tát mới quán xét những cái điều kiện liên quan tới ngài, cũng như gia đình hay là mẹ gì sao bao nhiêu chuyện rồi đó, rồi tới cái lúc đó là ngài mới sanh xuống chứ. Chứ đâu phải là muốn làm sao làm mình không đi qua khỏi cái đó được. Nhưng mà cái chuyện mà chưa tới đó là tại người ta, những cái vị Bồ Tát đó, ta muốn tạo ba la mật nhiều để cho ta đầy đủ những cái gì đó. Thì cái đó thì trong chú giải có đề cập tới là vậy đó, mình nên nói giống như tự tử vậy đó. Tức là người ta chỉ nguyện cho cái sắc mạng quyền nó không thể tiếp tục được thì họ sanh xuống. Còn cái chuyện mà Bồ Tát sẽ thất thạ của mình đó, là tới cái ngày đó là ngày phải hạ sang, bởi vì ba la mật tới đó đã đầy đủ rồi. Và cái thời kỳ đó ở dưới trái đất này cũng là tới cái lúc mà cần một cái vị mà xưa như vậy xuống, thì là ngày quan sát xong thì ở dưới này là bà Hoàng Hồng Ma Gia là nằm dưới bao là vậy đó, đi xuống luôn, chứ không có gì lạ cái đó, thì chuyện bình thường thôi. Nam mô Bụt Thầy. Xa thứ và kính đường thường tọa lễ tọa. Thấy Hà giơ tay có phải muốn lên hỏi không? Alo. Rồi lên đi, ok rồi, mời Hà nha. Dạ con check âm thanh ạ. Dạ có nghe rồi. Dạ dạ cảm ơn cô Nhật. Dạ thưa con không có dám giành mic của thầy. Dạ con kính ảnh lễ ta ngồi Tam Bảo. Con kính lãnh lễ quý sư và con kính lãnh lễ ngài Lý Tông. Và con có câu hỏi thưa ngài, con cũng đọc trong kinh đó, thưa ngài, con thấy tất cả các chư Phật lúc nào cũng đản sanh xuống cái cõi người để thành một vị chánh đẳng chánh giác, thì con nghĩ theo cái sự hiểu biết của con thì nó có thể nó limit, nó không đầy đủ. Thành ra con kính xin ngài có thể giảng dạy cái lý do tại sao thì có thể để bổ sung thêm cái kiến thức cho con. Dạ con kính do mất lại cho thầy sư. Nam mô Bụt Thầy, giá xin phép thầy kinh nha. Thật sự ra đó, trong tam thiên của thế giới này đó, khi Bồ Tát mà còn thành Phật đều phải sanh ở cõi người, nhớ cõi người chứ cõi khác không có. Bởi vì cái cõi người đó nó mới có đủ điều kiện để cái vị đó đó có thể làm những cái chuyện mà cái vị mà sắp thành Phật mới làm. Thí dụ như bây giờ đó, tại sao Bồ Tát phải hành cái pháp gọi là khổ hạnh? Khổ hạnh cái kiểu đó thì ở trên các cung trời cũng thấy hành được, nên nhớ chuyện đó. Mà khi mà sanh là phải sanh đúng chỗ chứ không phải thể sanh chỗ nào được. Nhưng mà cái chỗ mà để có đủ cái tầm hoạt động đó, của Đức Phật đó, nó lớn lắm chứ nó không phải nhỏ. Nó lớn ghê lắm. Nghĩa là mình gọi là Trung Cư Thái Quy Bạ đó. Là nó nằm từ đâu? Nó nằm từ bắt đầu giáp giới với Tây Tạng bây giờ đó, như là chân Hy Mã Lạp Sơn đó, cho tới biên giới Iran bây giờ đó, chứ không phải là nhỏ. Thành ra nếu quý vị nào mà có dịp coi về trong khu Thái Quyết và những cái nơi mà giáo pháp Đức Phật lui tới lui, quý vị thấy cái chỗ đó, đó cái vùng mà mấy cái tượng được nghĩa là kẻ trong núi để thành tượng Phật này đó, cái vùng đó hồi cái thời mà khi mà sau thời nghĩa là hoàng dù vàng son ở trên Ấn Độ đó, thì cái vùng đó gọi là Khanh Thá Đá. Mà cái vùng đó theo một số lịch sử vẫn có cuộc kết tập tam tạng ở đó, nhưng mà người ta không có đồng ý đó. Tại vì nó có nhiều cái điều gì bên trong mà sư giải thường người ta không có giải thích đó. Chứ không phải lấy. Thành ra nó cả cái trong vô thứ nó lớn như vậy đó, nghĩa là một phần của Pakistan cũng dính nè, rồi tới A Phú Hãn bây giờ dài như vậy đó, thì nó lớn ghê lắm chứ nó đâu có nhỏ. Mà như mình bây giờ mình nghĩ một cái tưởng Ấn Độ không phải nó lớn vậy đó, nó có những cái mà
Rồi, rồi bên cạnh đó thì phải có những cái chúng sanh mà có đầy đủ duyên để đồng nghiệp với ngài, ngài mới xuống. Chứ còn nếu mà lúc đó mà ngài xuống Việt Nam hay là Côn Sơn thì thôi chứ đổ ai kìa, phải không? Ở đây ngài phải quán xét đàng hoàng, nơi nào đàng hoàng rồi ngài mới từ cung trời ngài mới xuống, chứ không phải là ngài muốn đi đâu đi như thế nào cũng được, không phải. Mấy vị đó coi vậy, chứ nó cũng có những cái liên quan tới phước báo nó ràng buộc, liên quan tới cộng nghiệp của chúng sanh nó ràng buộc đấy, ngài mới có những cái đó mới có thể tạo được những cái gì mà cần tạo để thành một cái đó như vậy. Cái thứ hai đó là cái ngôn ngữ mà của Đức Phật đó. Hồi thời đó là gọi ngôn ngữ Magathi, ngôn ngữ Magathi tức là tiếng nói của cái dân Magatha, mình dịch tàu theo tàu âm A Ma Kiệt Đà vậy đó, thì cái vùng đó nói tiếng đó, chứ cái chỗ khác thì không thể nói được tiếng như vậy, nói tiếng đó tức là cái tiếng đó có thể bảo vệ được lời nói, cái nghĩa là cái ý nghĩa cái điều mà Đức Phật dạy dỗ đó, nghĩa là nó không bị sai lạc. Chứ còn những cái khác thì có thể là nó sai lạc. Ví dụ bây giờ quý vị tới mấy vùng đó quý vị thấy, còn quý vị nào nói là nếu mà không tin đó, thì quý vị nào có dịp đi Ấn Độ đó, tới cái vùng Varanasi bây giờ đó, tức là cái xứ Magatha hồi xưa đó, quý vị sách cái bản kinh mà Bali, quý vị nhờ một số người mà ta còn có khả năng ta đọc được cái cổ ngữ Magathi đó, tức là bây giờ vẫn còn ở đó, thì người ta sẽ đọc cho quý vị nghe, chứ không có gì đó, để chứng rõ rằng nó vẫn có, giống như bây giờ mình cũng sự vẫn nói được tiếng Nôm này như vậy, thì bây giờ đó nó vẫn còn. Theo cái thống kê mà cách đây mấy năm chúng tôi có đọc được của cơ quan về ngôn ngữ của Ấn Độ đó, thì bây giờ còn khoảng 12 triệu người vẫn nói được tiếng Magathi như thường. Đó là những cái ấy đó. Còn cái bây giờ tại sao mình gọi tiếng đó là Bali? Là tại vì khi mà nó truyền qua một số vấn đề thì nó có sự sai lạc. Người ta không muốn cái sự sai lạc đó có, thành ra người ta mới đặt ra cái giống như mình gọi đi ăn phạm đó. Nó phải như vậy, vậy. Thì ở chia là mấy cách gì đó. Thì người ta đặt cái đó thì người ta mới gọi cái tiếng Magathi đó là tiếng Bali. Thì tiếng Bali người ta định nghĩa đàng hoàng, chứ không phải tại sao có chữ Bali là Buddha quá trình năng ba lê ti tỷ ba lý, ngôn ngữ này duy trì và bảo vệ toàn nguyện lời dạy của Đức Thế Tôn, ngôn ngữ này được gọi là ba lý, rất rõ ràng, chứ không phải là không ai muốn gọi nó tên gì tên đâu. Đúng không? Chứ hồi xưa đó bởi dùng đó nó có nhiều cái ngôn ngữ giống như tiếng Bali, nhưng mà không phải, ví dụ như ngôn ngữ Prakrit, ngôn ngữ hai ba loại vậy đó, mà Đức Phật không dùng, ta sẽ dùng cái chữ này đó, chữ Magathi này. Thành ra bây giờ nếu quý vị qua bên Thái, bên Điện hỏi quý vị học Bali, quý vị là gì, thường người ta không có nói học tiếng Thái đâu, dịch thành Bali hoặc Bali thành tiếng Thái không có, người ta vẫn gọi là học ngôn ngữ Magathi, được chuyển dịch thành tiếng Thái hoặc ngược lại, ngôn ngữ Magathi để chuyển thành tiếng Burma hoặc ngược lại, chứ người ta không có đi gọi tiếng Bali. Cái tiếng Bali là cái tiếng theo ngôn theo cái danh từ của ngôn ngữ người ta lấy ra để cho tất cả mọi người có thể thông thuộc được. Nên nói tới ngôn ngữ của Đức Phật cái dạy là cái gì, là ngôn ngữ Bali mà thôi vậy. Và vấn đề nó là như vậy. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ, xa thú. Dạ, kính chào thượng tọa Lưu Văn rất nhiều. Hà ok không? Thấy có một câu hỏi của bạn Giang Nhật Hạ đó, thì cũng sẵn trong cái mùa đại lễ Quy Sắc thì con cũng ghép câu đó vô thành một câu hỏi để cùng thỉnh sư Lưu Tông giải thích dùm vấn đề này. Tức là khi mà Bồ Tát Vãng Sanh đó, thì ngài đi bảy bước, bảy hoa sen, rồi ngài tuyên bố là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, sanh tử cùng vô hữu hậu thân, ngài tuyên bố câu như vậy. Thì theo như vấn đề này, con cung thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cái vấn đề này, đi bảy bước hoa sen là một, thứ hai là cái tuyên bố câu này thì là của bên Bắc truyền hay là của bên Theravada, mình là chính thống, là chính Bồ Tát tuyên bố như vậy. Đây là vấn đề con cung thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cho Phật tử được hiểu rõ chính xác hơn. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, Bồ Tát
ngài bắt đầu mở tiếng lời nói đầu tiên vẫn nói tiếng Bali gì được, nghe tiếng Marathi gì được, chứ không có cái vụ mà nói cái này là cái bản dịch của người Bà La Môn dịch từ cái Bali ra cái tiếng Sanskrit đó. Rồi anh Trần Quyền Trang đi qua đó không có phân biệt được cái loại ngôn ngữ nào ra sẵn, cái đó về mới dịch thành tiếng Tàu, chữ Hán là như vậy. Tức là câu Akko Hamat Miễn Lô Cạch Xạ Chệt Thổ Hamat Miễn Lô Cạch Xạ Chệt Thổ Hamat Miễn Lô Cạch Xạ Giá Manh Tị Ma Cha Tị Nát Thị Tha Ní Vụ Náp Phá Vô Tị. Thì ra thường thường đa số người Việt mình là dịch theo các ngài cả từ xưa tới dịch tới là ta là cao cả nhất trong toàn cõi thế giới chúng sanh, ta là bậc vĩ đại nhất trong toàn cõi thế giới chúng sanh, ta là bậc tối thượng nhất trong toàn cõi thế giới chúng sinh, kiếp này là kiếp chót của ta, ta không còn tái sanh kiếp nào khác nữa. Đó là nguyên cái câu vậy. Thì khi mà dịch ra tiếng Sanskrit gì như thế nào chúng tôi không rành tiếng Sanskrit biết, nhưng mà khi qua thành tiếng Hán là thiên tượng thiên ngã gì ngã độc tôn vậy đó. Thành ra cái đối với cái người Tàu, quý vị nên nhớ cái đó, cái Phật giáo Tàu đó, là họ vẫn không có chấp nhận cái vô ngã, nên nhớ chuyện đó, không có chấp nhận. Đó là lý do tại sao mà hành để được cái gì đó, thường lạc ngã tịnh là như vậy nhá. Chỉ có cái hệ nguyên thủy mới là theo cái danh từ Bali mới nghĩa là chấp nhận cái kiếp vô ngã mà thôi, chứ bên đó thì người ta không có chấp nhận. Nó thành ra nó mới có những cái chữ ngã nghiếp vô này chứ không có. Nhưng mà cái này theo chú giải thôi nha, chứ chúng tôi cũng có thần thông đâu biết được. Chú giải nó là khi mà Bà Hòa Hậu Ma Gia mà đưa tay lên thì Bồ Tát giống như người trên cái ngai vàng bước xuống thì có bốn vị chư thiên đỡ lấy và hai vị chư thiên khác cầm hai cái giò nước, một giò nóng một giò nước lạnh. Nha. Tắm rửa làm đầy đủ cho ngài, cho Bồ Tát. Sau sạch sẽ rồi đó Bồ Tát mới bước đi. Bước đi tới cái bước thứ bảy vậy đó. Thì cái này người ta nói mình không tin thì cũng miễn bạn, chứ còn nói gì cũng được. Những cái hoa sen này là do chư thiên ta tạo ra để đỡ là lấy cái chân của Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát nó thật sự mới sanh và có đi được đi nữa thì cái quý vị biết trong rừng mà đạp lên cỏ lên đá rồi bá thở cũng khóc lóc cái dây mà nó để đỡ lấy cái chân Đức Phật đi đúng bảy bước thì ngài mới nói cái câu đó đó, nói câu đó xong là chư thiên giao cho mấy cái tỳ nữ đi theo để bế Bồ Tát liền. Nó là như vậy đó. Thì bây giờ đó hỏi tại sao mình đi bảy bước, thì theo chú giải Maha Gavak Kinh Maha Vadana Sutta là bảy cái bước này tượng trưng cho bảy thất giác chi. Nhưng mà cũng có người thì cũng có cái chỗ khác của chú giải cũng nói là cái bảy bước này tượng trưng cho bảy cái xứ mà Đức Phật lui tới trong thời gian ngày trên đạo. Thì bảy cái xứ đó là Magatha, Ankha, Vachi, Manla, Kosala, Banchala và Ca Sĩ. Đó. Thì cái đó là những cái mà liên quan tới Đức Phật và Bồ Tát là như vậy ha. Tức là bảy bước thì có chỗ nói tượng trưng cho thất giác chi theo chú giải của Kinh Maha Vadana Sutta. Còn một chỗ khác thì nói bảy bước này tượng trưng cho bảy cái dùng mà xưa Đức Phật đi lui tới. Thì thật sự ra mình coi kỹ là mãi trì lúc ngày dùng thần thông này đi qua những cái nơi khác thì mình không nói, còn không thường ngày tất cả cái đời sống gần 90% cái đời sống ngày dùng ở trong mấy cái này mà thôi, chứ không có đi đâu đó. Thành ra liên quan tới bất cứ cái gì nào đó, Bồ Tát đồ này kia đó, có rất nhiều cái chuyện mà mình là phàm nhân mình suy nghĩ không có tới đâu. Nhưng mà chưa giống như chúng tôi nói nãy đó, đừng bao giờ khuê bình, tin thì tin mà không tin thì thôi, chứ khuê bình cái đó là cái trí tệ nhỏ bé của mình, giờ dỗm việc của mình, còn mình tạo nghiệp ác hay nào mình không có hay. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, Nam Mô Buddha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sangha Giá.
Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin phép thầy kinh. Nam Mô Bụt Thầy. Thực ra thì hôm nay là ngày lễ tam hợp, cho nên con cũng tranh thủ khi con nghe lời dạy của ngài đã giải thích, con rất là hoan hỷ, cho nên là con đưa tay lên để mà cũng hoan hỷ với lời dạy của ngài. Thì qua cái câu chuyện mà Đức Phật Bồ Tát đảng sanh á, thì theo con hiểu ngài giảng lại thì con hiểu tới lại là sư phụ con có giảng cái đoạn này rất là hay. Khi mà Bồ Tát đảng sanh đó thì có dạy ngài mới ra đời thì ngài đọc cái câu là ắc cư hằng amilokassa chết thù hằng amilokassa và chết xét thù hằng amilokassa ajamantima me chati nati dani bunapavuti, có nghĩa là bốn câu này á là khi mà ngài đảng sanh thì là ngài tuyên đọc một câu gọi là cái tay mà chỉ dưới đất, cái tay đưa lên trời á. Không biết là đạo tràng mình có thấy những cái cảnh đó không? Ủa sao không nghe? Trương Nguyễn không nghe không? Alo alo, đạo tràng có còn nghe âm thanh? Dạ, cảm ơn Nhật Hạ. Dạ, cảm ơn thầy Kinh. Thì khi mà mình đến mà ở, tại vì cái cảnh này ở trong chùa Viên Giác có bốn cái cảnh rõ ràng. Cảnh Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát hành đạo, Bồ Tát chuyển pháp luân và Phật Niết Bàn. Có bốn cái cảnh nó rõ ràng như vậy. Và cái nếu mà không có dịch corona này á thì ở chùa Biên Giác là sư phụ dẫn đi từ cái Phật cảnh và nói lên những cái Phật cảnh. Thứ nhất là đản sanh, có nghĩa là Bồ Tát đản sanh. Thì vị đó là đưa cái tay xuống dưới đất và một cái tay chỉ lên trời á. Đó là ngài ra đời cũng giống như mình mà sanh ra thì là cái loài người của mình á là rất là yếu ớt, mới sanh ra có khi là quằn quại không có đi được. Nhưng mà ngài á khác mình một chỗ á, là ngài bước ra là có chư thiên đỡ, là bảy bước đi từ bước ngài mới tiên ngôn lên một câu, đó là ta là bậc tối thượng trong thế gian này, ta là bậc tối thắng, ta là bậc tối thua, ta là bậc tối tôn trong thế gian này, ta là bậc tối thắng trong thế gian này. Đây là lần sinh cuối cùng, không còn tái sanh trở lại nữa. Có nghĩa là trong đó của ngài, ngài tuyên lên một câu nói như vậy. Thì mà rất tiếc là chỉ có cái mùa này thì không ngài, sư phụ không có hội họp để mà cái ngày quy sắc này, cũng rất là tiếc. Nhưng mà con nghe ngài Liễu Tông giảng ra những cái bốn cái câu mà Bali là con nhớ lại liền, cho nên là con rất là hoan hỷ cái ngày này. Thì gọi là khi mà mình muốn trích lũy ba la mật á, thì ba la mật á là trí tuệ của Đức Phật, cho nên con phải lên để mà tri ân ngài, và con sẽ nguyện cái ba la mật này đối với ngài để mà phát sanh trí tuệ, để cho con phát sanh lên, để con nhớ lại những cái lời của Phật dạy, và con sẽ tiếp tục, vì con là người nữ, rất là không có cái người nam. Dạ cảm ơn. Người nữ không phải giống như cái người nam được, cho nên là mình nguyện như thế nào, nghĩ mình tu như thế nào cho nó an lạc để mà mình tu tập, chứ mình không có thể so sánh bằng một người nam được. Khi mà mình tu á, mình mới thấy được rõ ràng nó là như vậy, chứ còn ở thế gian á là
coi, mà nhất là cái người nữ mà giàu có hay là đẹp hay là gì á, là họ tôn vinh dữ lắm. Nhưng mà đối với tuệ duyên á, thì bây giờ thật ra cái người nữ nó bình thường lắm. Đối với con bây giờ là rất là bình thường đối với người nữ ở trong cái Phật giáo Nam truyền này. Mà tại sao con phải cố gắng? Và con kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang, Vô Ra Tràng. Và con cũng nghe rất là nhiều vị bên năm tông mình không xê dịch, có nghĩa là chú giải như thế nào cái bài mà ắt của hàng này á, bốn cái câu này vẫn còn ở trong cái có quyển kinh của sư phụ con giảng đó. Cho nên là con khi mà ngài Lữ Tông nói ra là con nhớ lại liền, con trực nhớ lại. Vì rồi con nhớ lại cái câu á, có một ngài kia giảng là ba lần là trí tuệ của Đức Phật chứ không phải trí tuệ của người bình thường được. Cho nên khi mà mình một vị nào mà giảng mình nhớ ra, mình cố gắng mình tri ân cái vị đó và mình hốt liền. Dạ, con rất là tri ân ngài Liễu Tông. Dạ, bây giờ con cũng thành thật là không phải là ngài Liễu Tông mà còn ngài Trí Đức nữa, để nói thôi rồi ngài buồn, ngài đi rằng để cái nít đó ngài đi mất tiêu. Hốt liền Nhật Bình. Dạ, bây giờ rồi tự nhiên cũng có nhớ lại hốt như đó thôi, chứ bây giờ hốt nữa lạng quạng là nó đi xa. Cho nên là kính mời đạo tràng có những câu hỏi, có ngày sẵn có ngày Lưu Tâm đây là cứ hỏi, rồi tự nhiên hốt được bao nhiêu thì nhớ lại thì cũng chia hết tất cả trong cái room Phật giáo Nam truyền của mình để cùng nhau hốt, để mà mình giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, bây giờ kính mời dạ, sa thú hốt nha, hốt được đầy túi sư cô. Hốt đầy túi đủ rồi. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Để tiếp tục trong cái buổi lễ Quê Sắc hôm nay thì con cũng thỉnh sư Lữ Tông Quan Hỷ giải thích cái vấn đề có liên hệ đến cái mùa lễ này. Thì kính thưa sư, cái vấn đề mà ngày mà hoàng hậu Maya, tức là Maha Maya, khi mà sanh Đức Phật ra, sanh Bồ Tát ra, thì sau đó nghe nó hình như là 7 ngày thì hoàng hậu Maya phải từ bỏ cõi đời này để mà về sanh về cõi trời đấu xuất. Thì con cung thỉnh sư Quan Hỷ giải thích là cái chuyện, cái vấn đề này mình phải nên hiểu như thế nào thôi sư. Tại sao hoàng hậu Maya phải từ bỏ trong vòng 7 ngày để mà để lại Đức Bồ Tát, không có ở lại để mà chăm sóc cho Đức Bồ Tát? Và con cung thỉnh thượng tọa Lữ Tông. Nam mô Bố Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Bà ngoại Hoa Gia là cái người nguyện là mẹ của Đức Phật Vị Lai đó. Thành ra theo chú giải cũng giải thích cái vấn đề này là dầu rằng bà có chồng đi nữa, nhưng mà cái thời gian mà để làm chuyện chăn gối không bao nhiêu đó. Thành ra kể từ khi biết mình mang bầu là từ đó thì sao lại. Cái thứ hai, khi mà sanh ra Bồ Tát rồi đó, thì cái sự trong sạch nó vẫn còn, thành ra bà mới đi, bà mới ra đi để không còn dính dấp tới người đàn ông nào khác trong cái cuộc đời của bà. Đó là theo chú giải. Nhưng mà cũng có thể cái này là chú giải không có đâu, nhưng mà thấy nhiều cái vị cũng bác sĩ đó, người ta cũng bàn, cho nó có lẽ là thời đó sanh ra rồi với cái phương tiện vậy đó, có thể là mất máu hay là gì ung sùm đó, nó chắc thành ra nó làm cho cái tuổi thọ nó ngắn lại không chừng. Thì cái chuyện đó là bác sĩ thì họ bàn theo cái điều kiện của họ, nhưng mà chúng tôi thì không tin. Chúng tôi chỉ tin là cái phước của bà như vậy thì bà không thể nào hiểu số, ngoại trừ cái lời nguyện gì của bà mà thôi. Thì bởi vì cái liên quan tới bà hoàng hậu này thì có rất nhiều cái tình tiết nó khác nhau, mà chúng tôi cũng không có khả năng để coi cái đó đúng hay không đúng.
có người nói là chúng tôi đọc không thấy, nói là bà khi mà bà nghe đó, bà nghe Đức Phật lên đó thuyết xong đó là bà đắc sơ quả. Nhưng mà cũng có một cái tài liệu khác nói là bà nguyện tới mẹ tới năm vị đó, tức còn cái vị cuối cùng nữa. Nếu mà bà còn cái vị cuối cùng này thì bà không thể nào đắc sơ quả. Bởi sơ quả dầu rằng ở cõi trời như vậy là bảy kiếp đi nữa thì cũng không có cái số thời gian nó không có lâu bằng cái số từ đây cho tới ngày Di Lặc ra đời. Thành ra mình cũng có nhiều cái mình không có đầy đủ tài liệu mà hỏi mấy ông, nhiều ông rất giỏi về chú giải vậy, họ cũng nó không thấy nhiều, không thấy, nhưng mà người ta đồn thì mình cứ nghe thôi chứ nó cũng biết như thế nào. Nhưng mà cái chuyện là người đàn bà mà trong cái kiếp cuối cùng, trong cái kiếp cuối cùng của trong cõi người này đó là mẹ của vị Phật tương lai, thì cái bà cái hành động nghĩa là về mọi vấn đề liên quan tới bà rất là trong sạch, chứ không thể nào ấy được. Thành ra đó là những cái mà mình có thể hiểu được thôi, chứ còn nói tại sao mà mất sớm yểu số này kia không dùng, bởi vì chưa chắc chết sớm là yểu, chết kiểu mình mới yểu chết mà mới biết được cái rung Phật giáo Nam truyền này, vô học được vài ba câu cái yểu luôn đó, cái đó mới là thiếu bước. Chứ còn cái người ta về là ta đi mày nó còn cái chuyện mà nói mất máu hay là mệt gì này này nọ thì chúng tôi không tin. Là tại sao? Bởi vì nếu mà đau mà đã nổi tử vong thì đi xuống không có đường nào đi lên đó đó. Nhớ được đi lên cung trời là người đó trong lúc lột cần tử là phải sáng sủa ghê lắm. Anh đã đi lên cung trời là một cái loại phước báo chứ đâu phải dễ đâu. Nhưng mà có những cái nó phải nói chứ. Mình cái sức học mình yếu quá, mình không có khả năng mà nghiên cứu những cái, nó có những cái loại tài liệu mà họ không có dịch ra, khổ vậy đó. Nhưng mà nếu mà có dịp gặp mấy vị Tam Tạng Pháp Sư thì hỏi thử, chứ còn Huynh Kinh mà hỏi chúng tôi thì làm người rồi, làm người không biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, xa thú, kính tri ân thượng tọa Lưu Tông. Dạ, thì kính thưa sư, con nghe lên một số sách thì người ta nói rằng Bùa Hảo Ma Gia khi mà từ trần thì bà sanh về cung trời Đấu Xuất, thì có chỗ nói là bà sanh về cung trời Đạo Lợi. Thì hai cái tài liệu này như vậy thì mình phải nên hiểu như thế nào gọi là chính xác thưa sư? Theo như sư thì những cái chú giải nào mình cảm thấy là tin tưởng nhất? Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư vị. Bà sanh lên cung trời Đạo Xuất, tại vì khi Đức Phật lên đó là ngài lên cung trời Đạo Lợi để ngài thuyết. Thì có cái câu hỏi là tại sao ngài không lên cung trời Đạo Xuất để độ vị chư thiên đó, mà chỉ lên cung trời Đạo Lợi. Thì họ đây là sớ giải chứ không phải chú giải. Sớ giải giải thích rằng để cho vị chư thiên đó có cơ hội tạo phước báo, thành ra phải đi tới nơi để thính pháp. Thành ra ngài đi lên một tầng, bà đi xuống một tầng, gặp nhau cung trời Tam Thập Tam Thiên đó. Cái thứ hai là cung trời Tam Thập Tam Thiên có một vị là ông vua trời đó, để nghĩa là giống như là chư thiên không có sơ xuất khi mà Đức Phật tới để thuyết pháp vậy. Đó là những cái điều mình được thấy trong sớ giải. Họ nói vậy đó, họ nói là để cho tiền thân bây giờ là chư thiên, hồi xưa là mẹ của Bồ Tát đó, tạo thêm phước báo bằng cách đi xuống, đi tới chỗ tới nơi để giống như mình cầu pháp vậy mà. Còn ngài dưới này, ngài muốn đền đáp ơn cái ơn sanh thành dưỡng dục đó, thì ngài phải đi lên để chứng tỏ rằng bà giàu rằng là Phật đi nữa, nhưng mà cái công đẻ nặng có đẻ đau này kia xong đó, ngài vẫn biết như thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú. Dạ, kính trân thượng tọa Lưu Tông. Dạ, bây giờ chúng ta xác định là Hoàng hậu Ma Gia và tục sinh về cõi trời Đấu Xuất. Dạ, quý vị nhớ cái này nha, chính xác không? Dạ, thì thưa sư, khi mà nói tới Hoàng hậu Ma Gia tục sinh về cung trời Đấu Xuất, thì được biết là Hoàng hậu Ma Gia là tục sinh về đó là một cái thân nam,
và bà tục sinh bằng tâm đại quả thiện mà hợp trí. Thì bởi vì khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì bà kiến đắc được đạo quả, thì đương nhiên là bà có tâm đại quả hợp trí. Thì như vậy trong cái đời sống mà lúc mà hoàng hậu Ma Gia còn đang tại thế, còn là hoàng hậu á, thì không nghe nói hoàng hậu Ma Gia có tu tập về tứ niệm xứ hay tu tập thức giác chi bát chánh đạo vậy. Thì khi mà tử như vậy thì cái lộ cận tử bà làm sao có được cái tâm đại quả hợp trí được, do nhân nào duyên nào mà được như vậy á? Dạ con cũng tỉnh sư. Nam mô Bố Tha, giá kính bạch chư tôn, hẹn giả kính thưa chư quý vị. Cái duyên đó nó từ trong quá khứ chứ không phải là cái duyên trong kiếp này. Nhớ không phải cái duyên kiếp này. Bởi vì nó không phải nói mình có nhiều cái mà mình gọi là chứng duyên đó. Ví dụ như là vợ của vị vua đẻ ông hoàng tử mà trời đẻ giữa rừng giữa xá vậy, đâu phải là cái chuyện mà mình mà đời thường khó, rất là khó chấp nhận. Chuyện khó chấp nhận đó. Mà sanh ra như vậy đó mà nửa đường nửa khuya, nó phải nói chứ dầu rằng có mấy cô thầy nữ đào theo ủng hộ này kim sùng vậy, ở giữa rừng mà nó khủng khiếp lắm chứ đâu phải dẫn mà. Thành ra đó, thành ra khi mà về tới nơi đó, nó phải nói chứ người đàn bà mà mới sanh đẻ thì mình nói là giống như bình thường thì khó lắm, nó cũng có những cái tục trặc của nó chứ phải không. Thành ra cái đó là cái nghiệp trước trước theo kịp cho cái quả đó, chứ không phải là cái nghiệp do cái nghiệp kiếp này. Bởi cái nghiệp kiếp này đó thật sự ra bà được vua Tịnh Phạn thương lắm, nên ra bà ở trong cung không bà có làm đâu. Mà khi vừa sanh hoàng tử ra đời có 7 ngày sau rồi bà thăng thiên rồi đó. Thành ra không thể nói là cái nghiệp tạo được trong kiếp này, mà cái nghiệp kiếp trước nó theo kịp nó cho cái quả là sanh làm người tam nhân, mà tam nhân vô trợ chứ không phải là hỗ trợ nữa, người tam nhân. Thành ra cái chuyện mà nói bà nghe bà đắc thì cái chuyện đó cũng khả dĩ, dễ tin chứ không có khó tin. Nhưng mà còn cái chuyện đó bà không có cái nguyện vậy đó, thì cái chuyện đó thì nó lại trục trặc với cái việc của bà mà đắc sơ quả. Thành ra thôi để mai mốt rồi mình có đắc thần thông để mình coi theo nó ra sao, nhưng mà kiếp này là không đắc rồi. Kiếp này là sắp tới ngày Diêm Vương gửi thơ mời rồi. Thành ra thôi để cái đó để người khác đi. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ, xa thú, dạ, kính thưa Đường Tọa Lữ Tông. Dạ, quý vị dân qua cúng dường cho Đường Tọa Lữ Tông quý vị. Dạ, kính thưa sư. Thì trong cái buổi lễ quy sắc thì khi nói đến Bồ Tát thì có cái điều quan trọng là khi Bồ Tát lớn thì cần phải đi qua, nghe nói là phải đi qua nhìn thấy 4 cái vấn đề quan trọng là người già, người bệnh, người chết và vị đạo sĩ. Thì có cái trường hợp nào mà một vị Bồ Tát mà không phải thấy những cái cảnh đó mà vẫn đi tu được, chứng đắc được đạo quả không sư ạ? Hay là cần phải qua những cái giai đoạn phải thấy những cái đối tượng như vậy, thấy những cái cảnh như vậy thì mới phát tâm để mà xuất gia cầu đạo? Dạ, con cũng tỉnh sư ạ. Nam mô Bố Tha, giá kính bạch chư tôn, hiện giả kính thưa chư vị. Những cái điều đó là tùy theo cái duyên nghiệp của vị Bồ Tát đó, chứ không phải vị nào cũng có. Có những cái vị đâu hành khổ hạnh đâu. Nghĩa là rời bỏ hoàng cung ra là 7-8 ngày sau là có thể đắc đạo quả. Còn Bồ Tát này có lẽ là cái nghiệp nó nặng là tại thế kiếp trước. Có ông bạn ông mời đi tới gặp Đức Phật để nói này nói nọ đó, đến hôm không kéo đầu đi cũng thế. Đó. Thành ra có lẽ cái nghiệp trong tiền kiếp ấy. Cái thứ hai nữa đó, nghĩa là với cái trí tuệ mà của 4 A-tăng kỳ 100.000 đại kiếp tạo qua la mật đó, thì không thể nào được Bồ Tát biết là cái khẩu hạnh là cái chuyện giờ không vô tưởng. Nhưng mà tại sao phải làm? Tại vì vào cái thời đó người ta coi khẩu hạnh là cái con đường để đi lên cái niết bàn. Thành ra ngài phải thử để sau này khi ngài thuyết cái bài Kháp Pháp đầu tiên nó thấy rõ ràng. Ngài phải thử cái đó để mình ngài mới nói là hai con đường đó, con đường nào ta cũng qua rồi mà có được gì đâu, phải không? Tức là ngài phải hành cho tới cái mức mà có thể chứng minh cho người khác thấy là khổ hạnh
đâu ai qua tôi đâu. Tôi ở trong ấy sướng có tới ba lâu đài rồi này kia, mùa đông mùa hạ mùa mưa dùm dùm đó, mà tôi cũng không thấy ăn vui. Cho tới khi nào tôi ra đó, tôi thấy bốn cảnh đó, tôi mới bắt đầu còn chán đời chán này là kia, muốn tìm một đường giải thoát. Đó là cái đó là dựa vào cái điều kiện của xã hội đó, cộng thêm cái nghiệp, cái tiền nghiệp của mình nó xấu quá rồi mới là lang thang trong rừng tới mấy năm luôn đó, tổng cộng 6 năm. Nhưng mà hạnh khổ hạnh thì không có tới. Bởi vì khi mà ngày rời hoàng cung đi là phải đi với kia là tu rồi này kia dòng đi, ngày đi qua rất là nhiều cái vị thầy mà chuyên hai cái vị thầy nổi tiếng vậy thôi, còn mấy việc kia đi đó, cũng học đủ thứ chuyện hết, đâu phải là không học. Bởi vì nó nhớ học đủ thứ chuyện hết đó, học để làm gì, để sau này mấy tà man mà đạo tới đấu với mình có đường mình nói với cái đó, tao qua rồi cái đó như vậy vậy là nó mới nể chứ. Chứ còn không nó lại nó nói mình không ám ớ đâu có được, thấy không? Thành ra cái chuyện thành khổ hạnh của Đức Phật của mình đó, là cái phương cách để trị những cái thằng chết mà nó coi rằng khổ hạnh là con đường để đi tới Niết Bàn theo quan điểm của ma ngoại đạo, chứ không có gì đó. Chứ không, với trí tuệ đó mà phải còn có những cái gì chúng tôi coi đó, trong nghĩa là trong bảy vị mà trong cái kiếm này thôi đó, trái đất ngày năm vị hay mấy trái đất kia bảy vị đó, có những việc chỉ có bảy ngày thôi rồi còn công đi, chắc có lẽ đi chơi cười rồi rất đắc đạo thôi, chứ không có đến nỗi khổ bị đài lên đài xuống này nảy nọ đó. Chứ còn thấy Bồ Tát không, bao nhiêu A Tăng Kỳ nổi cái kiếp chót mà cái kiếp mà được thọ ký đó là thà đủ biết rồi. Nghĩa là mới ra khỏi cái chỗ đó thì nó vô nó xin con xin cháu đụng chùm không thấy à, nó hành hạ trước mặt mình đó. Chứ cỡ chúng tôi hay là kinh Nguyên Đa mà nó hành hạ vậy đó chắc là rút gươm ra rồi quên cái ba la mật Bồ Tát của mình, rút gươm cho mình biết mặt chứ làm sao mà không nhận được phải không? Quên kinh không mồ bất thầy vậy. À, sao đâu, à, kính được tụi bà lưu đồng. À, thì kính thưa sư, con thấy trong vấn đề mà một vị Bồ Tát thường thường sanh ra là sanh làm vua, làm vua xong rồi mới bỏ hoàng cung, mới đi tu này kia. Thì có trường hợp nào một vị Bồ Tát sanh ra mà nghèo khổ để mà chịu đựng những sự đau khổ không, hay rồi mới đi tu không? Hay là sanh ra là phải làm vua rồi mới xuất gia rồi đi tu? À, có cái trường hợp nào đặc biệt như vậy không ạ? Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bất Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Bồ Tát tùy theo ông nào sanh ra trong cái nhóm mà gọi là chiến sĩ trên thập tỷ giá đó thì mới làm vua. Ngay cả Bồ Tát Sĩ Thách Thà của mình vẫn phải làm vua mấy năm hết chứ không làm vua. Đó, cũng nên làm vua. Nhưng mà có những cái vị Bồ Tát xuất thân từ Bà La Môn thì không có làm vua, chứ không có làm vua. Đó. Chứ đâu phải là lúc nào mà cũng ấy đâu, bởi vì Bồ Tát mà thành chánh đẳng đi giác đó, thường thường vào kiếp cuối cùng là một là sanh trong cái dòng Bà La Môn, hai là trong cái dòng Khạch Tỳ Giá, tức là cái dòng mà được chúng sanh vào thời đó, đó nó kính trọng nó này nọ rất nhiều chuyện đó. Thì nếu mà trong Bà La Môn thì đâu được làm vua đâu, nhưng mà tới đó vẫn từ bỏ những cái gì mình đang có để quấn y vô là đi tới lui rồi cũng đắc đạo quả, có chứ không phải không có, tùy theo cái hạnh trong bốn A Tăng Kỳ của mình tạo những cái hạnh như thế nào, lỗi lầm như thế nào, chứ không phải lúc nào cũng giống nhau, có gì làm vô gì không có làm. Nam mô Bích Thầy. Xa thú dạ, rất là tri ân thượng tọa Lưu Tông. Dạ, tuyệt vời hả quý vị. À, thì kính thưa sư Lưu Tông, thì nghe nói là vị Bồ Tát mà được sanh ra đó, thì ngài có được 32 tướng tốt. Thì cái vấn đề này ngày xưa thời đó Bà La Môn thì một vị Bồ Tát mới sanh ra nhỏ xíu mà sao họ thấy được 32 tướng tốt được? Cái vấn đề này thì theo như sư trong chú giải người ta có giải thích, lúc mới sanh ra thì những vị nó thấy như vậy có thật sự là thấy đúng 32 tướng tốt mà? Dạ, cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bồ Tát Gia, kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị.
để những cái vị thành Phật là ra nó có đủ bông mai tương tốt, đó là theo lý thuyết. Nhưng mà mình ở ngoài là thấy đủ sao thấy được, như tướng mã âm tàng sao thấy được. Cái lúc đó là nó chưa đủ để người ta nhận dạng cái đó là cái gì đó. Thấy không, mới sanh ra làm sao thấy, mới sanh ra thấy mà vậy thôi, chứ thuộc loại là chúng nó phải nó nuôi mà chúng nó đem bỏ ngoài đường nha, như vậy sanh ra giống ngà quỷ vậy nè, thấy không. Nhưng có đủ, ngay cả Bà La Môn nghe ông này là Phật, chắc ông có 32 tương tốt mới lại coi đó. Đức Phật có dùng thần thông để cho ông thấy, cho làm sao họ thấy được, thấy không, đâu không có thấy đâu. Thấy là nguy hiểm lắm á, thấy nguy hiểm lắm. Là như Quynh Kinh bây giờ mặt vét mặt buông mà thì ta có thấy nhiều nhiều lắm, là 31 tướng làm sao thấy 32 tướng được, thấy không. nghe nói được 31 tướng là cũng cười, nhưng mà chỉ Phật chánh đẳng chánh giác mới có đủ vậy thôi. Thế còn nếu mà Phật độc giác hay là tinh văn thì không có đủ đâu, ta đừng có sợ. Đừng có sợ rồi cái đi cầu chèo ngoài ông thì mẹ không được. Thành ông mấy cái bà đó mà trước khi mà nguyện thành Phật đó, nhớ một điều là nguyện thành người nam trước nha, trước nguyện thành Phật mà Phật bà mà có 32 tương tốt hay thôi, chứ chúng tôi thấy đây chúng tôi chạy không kịp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi hết giờ. Quỳnh chào Quỳnh Kinh, không thấy Quỳnh Kinh lên mà thấy chữ MC. Dạ, năm ông Quỳnh Thai, gia thủ nành thai, kính đánh lễ tri ân, đã từ bi giảng giải lễ tâm hợp và theo những lời hỏi của Quỳnh Kinh, để cho đạo tràng chúng con được hiểu về thêm Đức Thế Tôn, và rất là xa thú. Chúng con một lần nữa thành kính tri ân Ngài và cũng kính cảm ơn Quỳnh Kinh đã để chương trình học kỳ diệu pháp ngày hôm nay để học về cái ngày lễ tam hợp. Thực sự một người gọi là tạm gọi là đệ tử của Đức Phật, ít nhất cũng phải biết chút chút về Đức Thế Tôn, chứ nếu không thì nói không biết Đức Thế Tôn là ai, không biết Đức Từ Phụ của mình có những cái hạnh gì thì rất là uổng. Và cảm ơn Huynh Kinh đã không dạy về diệu pháp ngày hôm nay. Và có lời yêu cầu nên là Ngài Trí Đức và Ngài Diệu Tâm mới thảo luận về ngày lễ tâm hợp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, bây giờ thì còn không biết làm gì đây. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, Đại Đức Pháp Trang, có nghe được âm thanh con không Bạch Sư? Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, Đại Đức Pháp Trang, có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Xa thú con thấy rồi. Dù sao không, hôm nay chúng con không có học gì diệu pháp, nhưng chúng con học được về cái lễ tâm hợp cũng như về Đức Thế Tôn. Nên Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp, và con cùng thỉnh Đại Đức Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng ngày hôm nay rất là hoan hỷ, để con được hiểu thêm một chút xíu về Đức Thế Tôn. Bụt tâm ăn ghê nào quạnh đề hăng ba đà phạm xung và ruột tâm ăn bụt thể vô khách đi tổ đô sơ bụt thô khả mặt tù tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đặng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Quan ghê nà quạnh đề hăng thầm anh cho đứa quý thần và rằng thầm mê vô khá lý tổ đô sô thầm mô khả mặt tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Ủa tâm ăn ghê nà quạnh đề hăng sẵn khanh cho đứa quý thó tâm ăn sang khê vô khá lý tô đổ sâu sang khô khả mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng là hàm tăng và tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo,
Cuối sinh tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp đàn từ bi phúc chúc cho đạo tràng chúng con để tròn đủ phước báo ngày hôm nay ạ. Nam mô Bích Hà gia con kính nhân Bích Tánh sư ạ. Nam mô Bích Hà gia, nam mô Tham Ma gia, nam mô Sang Kha gia. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, cái gì nick name mà chúng con không được rõ. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chúng Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện Ngài Chí Đức cũng như Chư Tôn Đức để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Ni chi tang ba te tang tam ma hang ke pa me va sa me cha to sa pe po re an ta sang ka pa chan do pan na ra so ya tha ma ne chom te ra so ya tha sa pe te yo vi va chan to sa pa ro ro vi na sa to ma te pa va toan ta ra yom so khe di ka yo ko pa vi va da na se le sa ne cha vo ta pa cha yi no cha ta rom Tham ma va than thi a ya van no so kang pa lang các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tu kịp thời đến người á cầu xin những sự si xét chân chánh cho được tròn đủ đến người á như trăng trong ngày rằm bằng chẳng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao hoa có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Tê a ta la tha su ke ta ra la ha po ta sa sa ne a ro ram su ke ta ho he sa ha sa pe he nhà tê phi cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thải siết tây gia chân ra tha siết tam ma tu siết tam ma tu siết tam ma tu e đăng và lăng e ta smin ratanata gia smin sam ba sa che e ta so cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tố mỹ mãn, cho được thành tố mỹ mãn, cho được thành tố mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai và đề quá ta san ti vi ha ra qua xin đi thu bê kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma ta ne na pha quan tu bồ chi ta so thỉnh ca rôn tê ta vi ha ra man la lê thầy ra cha mạch cha na qua ca cha phích kha vô sa ra mi ca da u ba ti u ba sa ca ga ma cha đệ sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pha quan tu tê cha la bu cha ta dây vi sam va san sa ra cha ca niu và ni căn tham bát tích cha tê sa bê bi đua kha sa kha rôn tu sang kha văn thả tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha phúc ca la sang gô hô tu sa mạc gô và a thả cha cha hê ta cha cha ẩm hê ra kha tu sát tham mô sa bê bi tham ma cha ri nô vượt thỉnh sam ba bù này và ma tham ma ri dập ba quê đi tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cũng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bơm lõi không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành
đặng mà giúp khổ truyền quanh đọa đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi gian truyền. Nam mô Bích Tha, giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hậu trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên Chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây.